Căng căng quá nha. Loa phường TV phủ sóng châu Âu, châu Á, châu Mỹ. 64 tỉnh. Cơ hội nhiều trăm năm mới có một lần. Cơ hội mà đã ra đi thì sẽ không bao giờ quay trở lại. Thời gian mà đã qua đi thì sẽ không bao giờ quay trở lại. Đấy. Tiền mất thì có thể là lấy lại được, nhưng thời gian thì sẽ không bao giờ lấy lại được, đúng không ạ? Năm 2023 đã trôi qua thì chúng ta sẽ mãi mãi không bao giờ quay lại được để lấy lại được năm 2023. Đấy, cơ hội cũng thế thôi. Cơ hội mà đã mất đi thì chúng ta sẽ không bao giờ lấy lại được cơ hội. Thời gian mà đã trôi đi thì giờ chúng ta có 1 tỷ, chúng ta có 100 tỷ, chúng ta cũng không lấy lại được năm 2023, đúng không ạ? Cơ hội nó đã ra đi mất rồi thì chúng ta chỉ còn là ở lại với sự tiếc nuối thôi. Đấy, cảm ơn bạn Ngô Hải nhá. Cảm ơn bạn Nguyễn Hải nhá. Không biết bạn Nguyễn Hải hay là chị Nguyễn Hải nhỉ? À, 5 người, nhiều người vào xem quá, chúc mừng, cảm ơn tất cả các anh chị em của chúng mình. Toàn những người có cổ phần UST rồi, toàn những là triệu phú đô la rồi. Toàn những là triệu phú đô la, tỷ phú Việt Nam đồng. À, cảm ơn em Hương Mai, chào anh. Cảm ơn em Hương Mai nhá. Chúc cho tất cả các nhà đầu tư, các đối tác, các nhà đầu tư có một năm 2024 đại thắng lợi. Đấy. Hello, cảm ơn bạn Ngô Hải. Chúc mừng bạn Ngô Hải, chúc mừng gia đình bạn Ngô Hải nha. Cảm ơn anh Võ Công Minh Hiếu. Chào em Lai tỷ phú, chào cả nhà UST buổi tối vui vẻ, siêu năng lượng. À, cảm ơn anh Võ Công Minh Hiếu rất là nhiều. À, có cái tên quá đẹp đúng không ạ? À, tối nay em phát livestream sớm một tí. À, thay vì chờ đến tận 19 giờ thì mới phát livestream, nhưng mà tối nay em phát trước chừng 15-20 phút. Đó. À, để chia sẻ với nhiều nhiều anh chị em của chú mình. Trong năm 2024 này chúng ta hãy thật sự nghiêm túc với cuộc đời mình. Nghiêm túc với cuộc đời tương lai của chính mình. Đấy, ngày hôm nay chúng ta nỗ lực cố gắng một tí thôi thì con cháu của chúng ta vài đời sau nó sẽ sung sướng. Đấy, chính chúng ta cũng là người sung sướng rồi đúng không ạ? Nhưng mà con cháu chúng ta, người thân của chúng ta đấy lại càng sung sướng nữa. Đấy, cảm ơn Nguyễn Khánh, cảm ơn Phùng Biao. Cảm ơn tất cả các anh chị em cô chú mình. À, thời gian trôi đi thì nó sẽ không quay trở lại. À, ví dụ năm 2023 trôi đi thì chúng ta sẽ có bao nhiêu tiền không mua lại được. Mất tiền. Mất 100 triệu thì có thể lấy lại được 100 triệu, làm có thể lấy lại được. Mất 1 tỷ thì cũng có thể làm lấy lại được 1 tỷ. Mất 10 tỷ, mất 100 tỷ thì cũng có thể làm để lấy lại được 10 tỷ, 100 tỷ. Nhưng thời gian đã trôi đi thì chúng ta sẽ không bao giờ lấy lại được. Đúng không ạ? Thời gian trôi đi không bao giờ lấy lại được. Chúng ta ví dụ như em Lai năm nay là 43 tuổi. Giờ muốn trở lại tuổi 13 trở thế nào được? Muốn trở lại tuổi 23 trở thế nào được? Mới muốn trở lại tuổi 40 trở thế nào được? Đấy là thời gian trôi qua tuổi tăng lên. Có bao nhiêu tiền cũng không mua được. Đấy mọi người ạ. Và cơ hội cũng thế thôi. Cơ hội đến với chúng ta trong đời cũng thế thôi. Đấy. Một lần duy nhất trong đời. Đến với chúng ta cơ hội một lần duy nhất trong đời. Đấy. Cổ phần UST ngày hôm nay còn rẻ như rau muống. Cổ phần UST ngày hôm nay còn rẻ hơn cả rau muống. 1 ký rau muống ở Kiên Giang bây giờ người ta đang bán với cái ngưỡng giá từ 12 cho đến 20 nghìn Việt Nam đồng 1 ký. 1 ký rau muống, không biết là ở Thanh Hóa quê nhà bạn Hải thì bao nhiêu, quê nhà Phùng Biao bao nhiêu, quê Nguyễn Khánh bao nhiêu, nhưng mà quê nhà Kiên Giang, nhà Trung Lai là hiện tại 1 ký rau muống là đang từ 12 cho đến 20 ngàn 1 ký. Đấy, cổ phần UST thì còn quá rẻ, chỉ có mấy trăm Việt Nam đồng một cổ phần thôi. Đúng không ạ? Chỉ có mấy trăm Việt Nam đồng một cổ phần. Đấy, sung sướng đúng không ạ? Và một cổ phần được định giá là 1 đô. Đấy, đầu tư một cái là có lời ngay. Đầu tư một cái lời ngay, đang từ ví dụ như 500 đi, 1.000 Việt Nam đồng đi. Nhưng mà chúng ta được sở hữu là thành bao nhiêu ạ? 1 đô, 1 đô là nó tương đương với 24.000 Việt Nam đồng. Đấy, và câu chuyện là đầu tư cổ phần doanh nghiệp trước IPO này thì rất là may mắn là người dân Việt Nam chúng ta được rất là nhiều. Rất là nhiều, 100 triệu dân chúng ta cũng được mấy trăm nghìn người, đó là cái điều quá tuyệt vời rồi.
mấy trăm nghìn người liên quan đến mấy trăm nghìn gia đình. Mỗi một người thì sẽ liên quan đến khoảng 5 đến 10 người thân cận. Đấy, ví dụ như nhà em Lai này. Ví dụ em Lai đầu tư thì cũng phải liên quan đến 5 người, 10 người chứ, đúng không ạ? Thì anh chị em mình, cô chú mình cũng thế thôi. Chúng ta là những trụ cột gia đình. Những trụ cột gia đình. À, phụ nữ hay là đàn ông thì đều là trụ cột gia đình hết. Đấy, chứ không có phải là phụ nữ làm trụ hay là đàn ông làm trụ. Miễn là chúng ta có làm sao để chúng ta nghĩ cách ra để chúng ta kiếm tiền, làm giàu, xây dựng nhiều nguồn thu nhập. Đấy, đấy là cái điều tuyệt vời rồi. Không quan trọng là nữ hay nam. Đấy, bình đẳng rồi. Thế giới này bây giờ là nam nữ bình đẳng rồi. Thậm chí là trong cộng đồng UST Việt Nam ấy, thì phụ nữ còn nhiều hơn đàn ông. Đấy, phụ nữ còn đông hơn đàn ông. Đấy, phụ nữ còn làm mạnh dạn hơn đàn ông. Đấy, phụ nữ còn giỏi, kiên trì hơn đàn ông rất là nhiều. Đàn ông thì hay cả thèm chóng chán, thích lúc thì sao lại thôi, đúng không ạ? Nhưng mà phụ nữ người ta khác. Phụ nữ người ta làm kiên trì, kiên trì, kiên trì. Đấy, ngày này qua ngày này, ngày khác, tuần này qua tuần khác, năm này qua năm khác, nhiều năm, nó ra hàng chục năm này qua chục năm khác. Đấy, mọi người cứ thử nghĩ xem em Lai nói có đúng không. Phụ nữ người ta làm rất là kiên trì, còn đàn ông ấy là ví dụ như có những người là 2-3 năm cái là chán rồi đấy, có những người 4-5 năm cái là chán rồi đấy, nhưng mà phụ nữ khác. Cảm ơn chị, không biết chị hay là cô nhỉ, chị Ngô Thị Hằng. Cảm ơn cô, chị Ngô Thị Hằng. Này chắc có chuyện vui lên sớm thế bạn. Cảm ơn bạn Nguyễn Hải. Tối hôm nay thì có rất nhiều tin vui. Cảm ơn bạn Nguyễn Hải nhá. Trong đợt vừa rồi thì cũng có rất nhiều cộng đồng UST Việt Nam, có rất nhiều được người được hưởng cái gói Happy New Year, đúng không ạ? Có rất nhiều người kịp đăng ký cái gói Happy New Year. Đấy, sở hữu cổ phần UST. Có những người là may mắn, đúng không ạ? May mắn, quá may mắn. Trong cái lúc mà cả thế giới này đang khó khăn, đúng không ạ? Trong cái lúc cả thế giới này đang chao đảo về công ăn việc làm, tiền bạc, nhiều người khó khăn về tài chính lắm. Nhưng mà cũng có rất nhiều người dám nghĩ đến câu chuyện là làm giàu dài hạn. Dám nghĩ đến câu chuyện là đầu tư dài hạn, xây dựng cái nguồn thu nhập dài hạn. Đấy, cảm ơn Hoàng Đèn, cảm ơn chị Đặng Thanh. Cho em cùng 12.000. Chỗ em cũng 12.000. Anh Lai ạ. Chỗ em cũng 12.000 anh Lai ạ. Cảm ơn em Phùng Biao nhá. Cảm ơn chú Lưu Tấn Bình. Chào chú Lai, cảm ơn chú Lưu Tấn Bình. Ăn tối trưa mà Lai sớm vậy em. Chị Đặng Thanh thật là tuyệt vời, đúng không? Cảm ơn chị rất là nhiều, em chưa ăn tối. Em chưa ăn tối. Em chưa ăn tối. Vì em rất là cảm xúc. Rất là cảm xúc. Cái buổi tối hôm nay nó chỉ còn có tí thôi. Bây giờ tính ra giờ này chắc chỉ còn 15-20 phút nữa là hết giờ khuyến mãi Happy New Year, đúng không ạ? Quả thật là đáng tiếc cho những người mà bị lỡ chuyến đò này. Đấy, quả thật là đáng tiếc cho những người lỡ chuyến đò làm giàu cùng với tập đoàn UST này. Đấy, cảm ơn chú Lưu Tấn Bình, cảm ơn chị Nguyễn Hợp. Chào em Lai, tỷ phú Trung Lai và cả nhà UST. Cảm ơn chị Nguyễn Hợp. Và UST này toàn những là tỷ phú thôi. Toàn những là tỷ phú với lại triệu phú đô la thôi mọi người. Và em Lai vui lắm, vui cực kỳ luôn. Vui ở cái chỗ đó là em nhìn thấy cái câu chuyện rất rất nhiều người gia đình Việt Nam chúng ta đang ở trong cái tầng gọi là trung lưu, dưới trung lưu. Đấy, có thể nói là nghèo, cận nghèo. Đấy, nhưng mà người ta đã gì ạ? Người ta đã dám mạnh dạn bước ra khỏi cái vùng an toàn của mình. Đó, bước ra khỏi cái nỗi sợ hãi. Đấy, buông bỏ cái nghèo. Đấy, buông bỏ cái nghèo. Dám cương quyết buông bỏ cái nghèo để, đúng không? Để nắm giữ cổ phần doanh nghiệp UST. Đấy, đó là điều tuyệt vời. Sang trang ngay, cuộc đời sang trang ngay. Có cổ phần UST ở trong người là nó giống như là chúng ta gì ạ? Chúng ta có một cục vàng quý nhưng còn hơn cục vàng, cục kim cương ở trong người. Đấy. Và cũng nhiều buổi em Lai chia sẻ rồi, đúng không ạ? Chúng ta mèo bé bắt chuột con. Mèo bé bắt chuột con. Ví dụ như người ta có tiền thì người ta đầu tư nhiều. Mình có ít tiền thì mình đầu tư ít. Kiến tha lâu thì cũng sẽ đầy tổ. Và chúng ta còn một cái may mắn nữa, đó là chúng ta còn thời gian. Đấy, cái thời gian nó mới là cũng là quan trọng mọi người. Chứ nếu mà giả sử mà có tiền nhưng mà hết thời gian rồi, giờ tập đoàn giả sử không huy động vốn nữa thì có tiền chả giải quyết được việc gì. Nay nhóm chị vào đầu tư nhiều lắm nên bị nghẽn mạng
đến giờ vẫn chưa xong nè em, tuyệt vời quá đúng không ạ? Cảm ơn chị Đặng Thanh. Em thấy là cả đất nước Việt Nam hình như là Bắc Trung Nam Tây Nguyên chỗ nào cũng vậy, nghẽn mạng luôn đấy chị ạ. Đông mà. Đấy, tận dụng cái gói Happy New Year đấy là cái điều quá tuyệt vời. Đấy là cái điều quá tuyệt vời. Những nhà đầu tư mà cũ á, thì người ta hiểu rồi, những người tham gia vào trên 6 tháng thì đa phần là người ta hiểu rồi. Thì người ta sẽ là đầu tư ít nhất thì cũng là từ ngày hôm qua về trước rồi. Chỉ có những người nào mà còn đang lo lắng là thứ nhất. Thứ hai là những người mới tìm hiểu là cái thứ hai. Với cái người thứ ba đó là cái người mà có thể là chuẩn bị tài chính chưa kịp thì bắt buộc là phải dồn vào những cái phút cuối này thôi. Chứ bản thân em Lai thì em Lai thấy là đúng như lời các cụ mình dạy, đó là ăn cỗ đi trước, lội nước theo sau. Đúng không? Ăn cỗ đi trước, lội nước theo sau. Ai mà vào UST chỉ cần 6 tháng thôi, hiểu được tập đoàn UST, hiểu được tập đoàn UST sản xuất cái gì, sản phẩm của tập đoàn UST có cái gì, sản phẩm của tập đoàn UST có chất lượng không, thế giới này có cần không, thế giới này có trả tiền để mua công nghệ của tập đoàn UST hay không, thế giới này có trả tiền để mua sản phẩm của công nghệ UST hay không. Hiểu được đến thế rồi thì chắc chắn là anh chị em cô chú mình sẽ sở hữu rất nhiều cổ phần. Đã hiểu được như vậy rồi thì em tin chắc chắn là mọi người sẽ sở hữu một cái lượng cổ phần rất là lớn, siêu lớn, rất lớn, siêu lớn. Và đến với UST này mọi người, đến với UST này mọi người chỉ cần tìm hiểu. Khi mọi người hiểu được thì mọi người sẽ thấy là em Line nói đúng. Mọi người hãy tưởng tượng đi, nếu như anh chị em cô chú mình sở hữu cho mình độ khoảng 500.000 cổ phần UST thôi, 500.000 cổ phần UST thôi, nếu như lên sàn với giá 5 đô, 5 đô thôi, 5 đô là đã ra bao nhiêu ạ? 5 năm 25 là ra 2 triệu rưỡi đô. 2 triệu rưỡi đô mà tính với đô khoảng 24 thôi. Thế thì 2 triệu đô đã là khoảng 48 tỷ rồi. Nửa triệu đô nữa thì chúng ta là có tài sản hơn 50 tỷ. Đấy là em mới tính có lên sàn 5 đô. Đúng không ạ? Lên sàn 5 đô. Thế thì nếu mà lên sàn 10 đô thì hơn 50 tỷ nhân đôi lên thì có phải là nó hơn 100 tỷ. Đấy. Và nếu mà ai mà vào UST này mà không nhìn thấy điều đó, đúng không ạ? Không có niềm tin vào điều đó, sau 6 tháng mà không có niềm tin về tập đoàn như thế thì em nghĩ là mọi người sẽ bỏ qua cơ hội này một cách rất đáng tiếc, rất đáng tiếc luôn, cực kỳ tiếc luôn. Đấy. Thu Hà Huy Thuận, em chào anh Trung Lai, cảm ơn Thu Hà Huy Thuận. Em Lai chỉ mong làm sao người dân Việt Nam chúng ta có lấy khoảng 1 triệu nhà đầu tư, nhưng mà đến giờ thì không bao giờ được 1 triệu rồi. Đó, rất là tiếc. Chỉ cần hy vọng lấy 1% dân số Việt Nam chúng ta có cổ phần của tập đoàn UST này thôi, 1% một phần trăm của 100 triệu dân thì là 1 triệu. Nếu như 1 triệu người có tài khoản đầu tư nắm giữ cổ phần doanh nghiệp này, tức là liên quan đến khoảng 1 triệu gia đình, mỗi một gia đình liên quan đến khoảng 5 đến 10 người, cứ giả sử đi, mỗi một cái tài khoản sẽ liên quan đến 5 người, thì cái tài khoản đó có thể là nhấc được 5 cuộc đời ra, đúng không? Sang một cái trang khác. Đấy, nhấc được 5 cuộc đời sang trang khác. Và 1 triệu tài khoản thì liên quan đến 5 triệu người, có nghĩa là 5 triệu gia đình sẽ sang một cái trang mới. Cảm ơn anh Nguyễn Văn Hoan nhá. Anh chào em like nhé. Cảm ơn anh Nguyễn Văn Hoan. Hôm nào anh Nguyễn Văn Hoan lên giao lưu livestream với em like cùng với tất cả anh chị em cô chú mọi miền Tổ quốc nhá. Cảm ơn ông anh người dân cao quan họ nhá. Quá tuyệt vời, chúc mừng anh. Một đại gia của Kinh Bắc, Bắc Ninh. Cảm ơn chị Hồ Thị Tuyết. Đó. Nhiều lúc em đặt ra một cái câu hỏi là rất nhiều người dân Việt Nam chúng ta khó khăn. Khó khăn về công việc, khó khăn về tài chính, khó khăn về mức thu nhập, khó khăn về cuộc sống. Từ cái mức thu nhập, từ cái công việc, thế thì nó dẫn đến khó khăn về về cuộc sống. Đấy. Nhiều gia đình làm không đủ ăn, làm mãi chỉ có đủ tiền gọi là gì ạ, làm giàu cho ngân hàng thôi, đi nuôi ngân hàng, vay mua xe, vay xây nhà, vay sửa nhà, vay mua đất, vay nuôi con ăn học, vay kinh doanh. Đấy, rất rất nhiều những cái tình huống là đi vay ngân hàng đó, và từ từ thì đi làm giàu cho ngân hàng. Đấy, được được chưa? Làm giàu cho ngân hàng cả đời. Cả đời đi làm giàu cho ngân hàng. Đấy, mọi người ạ. Em thấy là rất rất nhiều người dùng đòn bẩy tài chính
đấy, đi vay ngân hàng và cả đời, dành cả đời để đi làm, để làm giàu cho ngân hàng đấy. Vậy thì tại sao chúng ta lại không gì ạ, chúng ta lại không tìm hiểu một cái cơ hội mới giống như là chúng ta đầu tư vào cổ phần UST? Tại sao chúng ta phải sợ hãi, đúng không? Không có gì mà phải sợ hãi cả. Chúng ta đến với thế giới này, chúng ta đều là những chiến binh, chúng ta đều là những chiến binh xuất sắc nhất đấy. Em Lai là chiến binh xuất sắc nhất cuộc đời mình, anh Huỳnh Huy Phụng là chiến binh xuất sắc nhất cuộc đời mình, cô Trần Hằng cũng là một chiến binh xuất sắc nhất cuộc đời mình. Khi đến với thế giới này, chúng ta đều là những vận động viên xuất sắc nhất cuộc đời mình. Chúng ta đều là những nhà vô địch của chính mình, đúng không ạ? Nếu như chúng ta không phải là nhà vô địch của chính mình thì chúng ta sẽ không có mặt ở đây, đúng chưa? Nếu chúng ta không phải là vận động viên xuất sắc nhất thì chúng ta không có mặt ở trên cõi đời này, đúng chưa? Để mà thụ thai được, đúng không ạ? Từ một tinh trùng để thành một cái thai nhi là chúng ta vượt qua hàng trăm, hàng triệu, hàng nhiêu triệu, đúng không ạ, tinh linh khác để chúng ta có mặt ở trên cõi đời này mà, đúng không ạ? Cho nên là khi có mặt ở trên cõi đời này, chúng ta đều là phiên bản tốt nhất của chính mình. Em Lai cho dù là có da đen đi chăng nữa, hay là có răng hô đi chăng nữa, hay là có vô duyên đi chăng nữa, thì em vẫn là phiên bản xuất sắc nhất của chính mình, cho nên em mới có mặt ở đây, được chưa? Em vẫn là nhà vô địch của chính mình. Đấy. Tất cả các anh chị em cô chú mình cũng vậy. Và chúng ta có thể làm được bất cứ cái gì mà chúng ta khao khát, chúng ta mong muốn. Đấy, chúng ta có thể làm được bất kể cái gì mà trong đầu chúng ta mong muốn, chúng ta khao khát. Đấy, được chưa? Nay đội nhóm em nghẽn mạng luôn anh ạ. Ôi giời ơi, không biết là Thu Hà Huy Thuận ở đâu nhỉ? Ở Thu Hà Huy Thuận chắc ở miền Trung đúng không? Nãy thì có chị Đặng Thanh ở trên Tây Nguyên cũng đã là nghẽn mạng, ở Kiên Giang nghẽn mạng, ở Đà Nẵng nghẽn mạng, ở Hà Nội nghẽn mạng, ở Thành phố Hồ Chí Minh nghẽn mạng. Chỗ nào thấy nghẽn mạng không ạ? Từ hôm qua đến nay chứ không phải riêng gì hôm nay đâu, từ hôm qua đến nay rất rất nhiều nhà đầu tư đấy, đầu tư một cách là gì ạ, tranh thủ đấy, chớp thời cơ đấy, tuyệt vời. Cảm ơn chị Nguyễn Hà, cảm ơn tất cả các anh chị em cô chú mình. Ai mà muốn lên đây giao lưu với em live thì mọi người cứ bấm vào nhá. Chị Hà muốn giao lưu với em live thì chị Hà cứ bấm vào, tại vì nếu mà em bấm mọi người tự bấm mọi người vào thì sẽ làm cho mọi người bị động đấy. Cho nên là mọi người chủ động thì mọi người cứ bấm vào lên đây giao lưu với em live, vì chúng ta là một gia đình, chúng ta không có gì mà phải sợ hãi cả. Chúng ta lên đây để chia sẻ, giúp đỡ nhau làm giàu, cho nhau thông tin, cho nhau kinh nghiệm trải nghiệm, cho nhau cơ hội, giúp đỡ nhau làm giàu, đúng không ạ? Tuyệt vời thế còn thế nào nữa, tuyệt vời thế còn thế nào nữa? Còn mong muốn gì nữa, đúng không ạ? Thái Nguyên à, em Thái Nguyên anh ạ. Thái Nguyên nghẽn mạng từ hôm qua đến nay, 2-3 ngày hôm nay á, là nghẽn mạng. Gì nhỉ? Sài Gòn nghẽn mạng, Đà Nẵng nghẽn mạng, chị Đặng Thanh ở Tây Nguyên nghẽn mạng, rồi Hà Nội nghẽn mạng. Tóm lại là thấy chỗ nào cũng nghẽn mạng thôi. Thái Nguyên nghẽn mạng. Chúc mừng rất rất nhiều nhà đầu tư mới và những nhà đầu tư cũ đã tranh thủ sở hữu cho mình được cổ phần Happy New Year, đúng không ạ? Tận dụng được gói Happy New Year, đúng không ạ? Quá tuyệt vời mọi người. Cơ hội tốt như thế mà bỏ qua thế nào được? Cơ hội tốt như thế mà không nắm chặt thì nắm cái gì? Nào mọi người thử nghĩ xem. Nhiều lúc em nói là em nói một cách ngắn gọn, thẳng thắn, dễ hiểu để cho anh chị em cô chú mình hiểu đấy. Cố tình nói một cách thô ra để cho dễ hiểu, ngắn gọn để cho dễ hiểu. Chỉ cần là gì ạ? Chỉ cần 200.000 cổ phần thôi là bằng đi làm công nhân viên 40 năm. Và có thể tính chi tiết hơn thì nó còn nhiều hơn nhiều. 200.000 cổ phần thôi là bằng đi làm công nhân viên 40 năm. Đấy, tại sao em không bảo mọi người, bảo mỗi người đầu tư 2 triệu cổ phần, mà em lại nói là mọi người đầu tư khoảng 200.000 cổ phần thôi là đã bằng đi làm công nhân viên 40 năm rồi. Chị ở Gia Lai, cảm ơn chị Đặng Thanh, cảm ơn chị Cấn Thu, cảm ơn chị Ngô Tính. Đấy, vì 200.000 cổ phần ấy, thì gần như là cái mức thu nhập người dân Việt Nam chúng ta ai cũng có thể lo được, gia đình nào cũng có thể lo được. Vì chúng ta có lợi thế, thứ nhất là chúng ta được trả góp, đúng không ạ? Trả góp. Thứ hai là một cái số tiền nó rất là nhỏ, rất là nhỏ, đúng không ạ? Mọi người thử nghĩ mà xem, bây giờ giả sử chúng ta định kinh doanh sản xuất cái gì thì chúng ta phải đầu tư ra vài chục triệu, vài trăm triệu. Đấy là những mô hình nhỏ lẻ.
đầu tư ra một cái quán nước chúng phải đầu tư ít thì cũng phải vài triệu, vài chục triệu. Đầu tư ra một quán cơm có ổi thôi cũng vài chục triệu. Đầu tư ra một cái tiệm may cũng vài chục triệu. Đầu tư ra một cái xưởng mộc, xưởng sắt, xưởng nhôm cả trăm triệu, thậm chí là cả tỷ. Đúng không ạ? À, chị chào em Lai, cảm ơn chị Cấn Thu, cảm ơn anh Vũ Quốc Hương, cảm ơn chị Nguyễn Hòa. À, tại sao em lại chia sẻ với mọi người là mọi người nắm giữ khoảng 200.000 cổ phần thôi? Là vì có rất nhiều người nghĩ là tôi có vài triệu thì không thể làm giàu được. Có rất rất nhiều người nghĩ là tôi chỉ có 3 triệu, 5 triệu thì tôi không thể làm giàu được. Nhưng đến với UST mọi người có thể làm giàu được mọi người ạ. Đến với UST mọi người có thể làm giàu được. Chúng ta có thể đi lên từ con số nhỏ. Được chưa? Đâu có bắt buộc chúng ta phải có tiền chục triệu, bắt buộc chúng ta phải có tiền trăm đâu, đúng không? Đến UST chúng ta chỉ cần có những đồng tiền nhỏ lẻ là được rồi. Vì có phải ai có sẵn tiền đâu, có phải ai có sẵn vài chục triệu, vài trăm triệu, vài tỷ đâu. Đúng không? Cuộc sống thì nó phải có lúc này lúc kia chứ. Sông thì phải có khúc mà người có lúc. Đúng không? Đến kể cả là giàu như anh Phạm Nhật Vượng nhiều lúc còn phải kẹt tiền, phải đi vay nữa, thậm chí là phải vay nhiều tỷ đô chứ để kinh doanh sản xuất, chứ còn chúng ta kinh doanh nhỏ lẻ, sản xuất nhỏ lẻ, người dân bình thường, công nhân, nông dân bình thường thì tiền ở đâu, đúng không? Tiền ở đâu mà nhiều. À, chị chào em Lai tỷ phú, cảm ơn chị Nguyễn Hòa. Thô nhưng thật, rất dễ hiểu mà mọi người không chịu hiểu hả em? Cái gì cũng sợ, chỉ có nghèo là không sợ thôi. À, cảm ơn chị Đặng Thanh. À, tuyệt vời quá đúng không ạ? À, có những người thì sợ mất tiền. Sợ mất tiền. Không dám đầu tư, không dám góp vốn. À, thế nhưng mà ví dụ như là ai đó người ta lại chia sẻ cho một cái cơ hội là ôi chị ơi, anh ơi, góp vốn vào đây đi. À, có lãi, trả lãi tuần, trả lãi tháng, trả lãi ngày, cao gấp 4, gấp 5, gấp 7, gấp 10 ngân hàng. Thế tự nhiên sáng mắt lên là ném tiền vào đấy, thế là sau là được vài hôm là mất, mất trắng. Người dân Việt Nam chúng ta bị lừa rất nhiều. Mọi người có tin không ạ? Trong năm 2023, toàn thế giới này lừa đảo trên mạng xã hội Internet ấy, khoảng bao nhiêu ạ? Khoảng bao nhiêu? Khoảng 4 đến 50 tỷ đô, khoảng 50 tỷ đô. Thì riêng ở đất nước Việt Nam chúng ta, người dân Việt Nam chúng ta bị lừa mất khoảng 16 tỷ đô. Mọi người thấy khủng khiếp không ạ? 1 tỷ đô là 25.000 tỷ tiền Việt. Riêng năm 2023, đất nước Việt Nam chúng ta, người dân Việt Nam chúng ta, 100 triệu dân Việt Nam chúng ta bị lừa mất khoảng 16 tỷ đô. Đấy, cảm ơn Đàm Nga, cảm ơn Nguyễn Nha. Cảm ơn Nguyễn Nha. Chào anh. À, lại còn bảo đa cấp chứ. À, đau ruột. À, cảm ơn Thu Hà Huy Thuận, cảm ơn anh Phan Kiên đấy. Cho nên là nhiều lúc em live chia sẻ với mọi người rồi, tại sao cứ livestream nào em live cũng phải nhắc mấy cái. Một là ở đâu có tiền thì ở đó có lừa đảo, ở đâu có tiền là ở đó có lừa đảo. Hai là tất cả trên thế giới này đã có công ty, đã có tập đoàn, đã có doanh nghiệp thì tất cả đều là đa cấp. Không có cái công ty nào, doanh nghiệp nào, tập đoàn nào là đơn cấp cả. Tất cả đều là đa cấp. Được chưa? Và nếu như mọi người bảo em Lai là nói sai á, thì mọi người có thể là chứng minh cho em Lai biết được ở trên thế giới này có công ty nào, có doanh nghiệp nào, có tập đoàn nào đơn cấp. Đấy, em sẽ chọn thưởng cho người đấy tối thiểu là 2 triệu để uống cà phê. Đấy, chọn thưởng luôn. Tối thiểu là 2 triệu để mời người đó uống cà phê. Đấy, em không khẳng định mình là đúng hoàn toàn 100%. Đấy, cứ xác suất cứ coi như là em tính sai đi. Đấy, coi như kiến thức của em nó bị quá thiếu đi, nó tính sai đi. Được chưa? Mà em bỏ sót một cái công ty nào trên thế giới này nó gọi là đơn cấp đi, doanh nghiệp nào đơn cấp đi, tập đoàn nào đơn cấp đi thì em sẽ biếu cho người đấy 2 triệu để uống cà phê. Đấy, coi như là một lời một gì ạ, một chầu cà phê em mời miễn phí, coi như một bài học. Được chưa? À, xin chào chú Lai tỷ phú đô la, cảm ơn anh Ngân Giang. Đó, mỗi người Việt Nam chúng ta nếu như mà gì ạ, chủ gia đình mà chỉ cần có 200.000 cổ phần thôi ấy, mọi người, 200.000 cổ phần thôi là tương đương với chúng ta đi làm công nhân 30 40 năm, còn nhiều hơn nữa, thậm chí còn nhiều hơn nữa. Em giải thích luôn để cho mọi người hiểu thế này nhá. Nếu như ngày hôm nay ai đó đang có trong mình 200.000 cổ phần
thì tài sản tại thời điểm này bé nhất là mọi người đã đang được đối ứng bằng 200.000 đô la. 200.000 đô la tương đương với 5 tỷ Việt Nam đồng. Tài sản bé nhất tại hôm nay. Tại hôm nay, được chưa? Vậy câu hỏi đặt ra ở đây là nếu như năm 2025 tập đoàn chia cổ tức xong bắt đầu tiến hành lên sàn chứng khoán. Nếu như lên sàn chứng khoán là 10 đô la thì 200.000 nhân với 10 có phải là 2 triệu đô không? 2 triệu đô. 2 triệu đô là khoảng bao nhiêu tiền Việt? Khoảng 50 tỷ tiền Việt. Nếu lên sàn với 20 đô thì 200.000 cổ phần lên sàn 20 đô thì chúng ta có 4 triệu đô. 4 triệu đô. 4 triệu đô nhân với 25 thì nó khoảng đâu đó khoảng 100 tỷ Việt Nam đồng. Đấy. Còn nếu mà lên sàn với giá 5 đô, 5 đô thì 200.000 nhân với 5 thì chúng ta có 1 triệu đô la Mỹ, đâu đó khoảng 25 tỷ Việt Nam đồng. Đấy thì em tính một cái con số nhỏ nhỏ thôi cho nó dễ tính. Đấy, được chưa? Nếu như chúng ta sở hữu cho mình 200.000 cổ phần mà lên sàn với giá 5 đô thì chúng ta có tài sản bé nhất là 1 triệu đô tương đương với 25 tỷ Việt Nam đồng. Giả sử tiền chia cổ tức hàng năm của chúng ta 10% của 25 tỷ thì chúng ta sẽ nhận về đâu đó khoảng 2 tỷ rưỡi. Đấy, 2 tỷ rưỡi. 10% của 25 tỷ thì có phải là 2 tỷ rưỡi không? 2 tỷ rưỡi. 2 tỷ rưỡi mà chia cho 12 tháng thì có phải là mỗi tháng chúng ta nhận đâu đó khoảng 200 triệu. Đấy, hơn 200 triệu nhưng mà em tính khoảng 200 triệu thôi. Đấy, vậy câu hỏi đặt ra ở đây là một cái gia đình khoảng 5 đến 10 người mà một tháng chúng ta có thu nhập khoảng 200 triệu thì chúng ta có hài lòng hay không? Thì em nghĩ đâu đó khoảng 70% người dân Việt Nam chúng ta sẽ hài lòng. 70% người dân Việt Nam chúng ta sẽ hài lòng. Tất nhiên là sẽ có rất nhiều người mong muốn nó nhiều hơn. Nhưng số đông người dân Việt Nam chúng ta sẽ hài lòng. Được chưa? Đó. Và có khả thi hay không thì xin thưa với mọi người, có khả thi hay không thì mọi người phải là tìm hiểu. Mọi người phải dành thời gian ra để đặt câu hỏi, tìm hiểu xem cái tập đoàn này nó có xứng đáng để cho chúng ta góp vốn, sở hữu cổ phần hay không. Đúng không ạ? Xem thằng loa phường nó nói có lý hay không. Đấy, à, tính 4 đô la là ấm rồi em. À, cảm ơn anh Nguyễn Thành. Cảm ơn anh Nguyễn Bằng. Cảm ơn Nguyễn Thương. Dòng họ nhà bạn sau năm 2025 giàu nhất Việt Nam. Kha kha. Không, dòng họ nhà mình không thể giàu nhất Việt Nam được. Rất muốn, rất mong muốn điều đó nhưng mà không được bạn. Tiếc quá, mình tận năm 2022 mới biết cơ. Đến tận năm 2022 mới biết. Trong khi đó cơ hội này nó về Việt Nam từ năm 2016. Tiếc thật. Nếu như mà em Lai mà được đón đầu từ những thời gian đầu từ năm 2016 ấy, tính đến giờ là 8 năm ấy, thì em xin thưa với mọi người chắc em cũng không thua ai ở cái đất nước Việt Nam này đâu. Nói về ở cái góc độ sở hữu cổ phần. Được chưa? Nếu mà nói về góc độ sở hữu cổ phần, nếu mà em biết từ năm 2016 mà 8 năm nay thì chắc là em cũng sở hữu được nhiều trăm triệu cổ phần. Được chưa? Thôi kệ đi, không sao, mình trầu chậm uống nước đục. Có ít còn hơn không có tí nào. Có ít còn hơn không có tí nào mọi người ạ. 100 triệu dân mà 8 năm qua chưa được 500.000 người có cổ phần. 8 tỷ người trên toàn thế giới mà 10 năm qua chưa vượt ngưỡng 1 triệu người có cổ phần. Em nhắc lại nhé, 8 tỷ người, hơn 8 tỷ người 10 năm qua chưa vượt được cái ngưỡng là 1 triệu người có cổ phần. Mọi người thấy có tuyệt vời không ạ? Hơn 200 quốc gia, hơn 200 quốc gia, hơn 8 tỷ người 10 năm qua chưa vượt quá cái ngưỡng 1 triệu người có cổ phần. Đúng không ạ? Đấy, thôi bây giờ em thu ngắn về đất nước Việt Nam chúng ta đi. Em thu ngắn về đất nước Việt Nam chúng ta đi. Về đến Việt Nam chúng ta. Ví dụ tập đoàn xe VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Đúng không ạ? Hàng chục tỷ đô, hàng trăm tỷ đô. Bao nhiêu người dân Việt Nam chúng ta được nắm giữ một cái cổ phần của hãng xe VinFast? Đúng không ạ? Bao nhiêu phần trăm người dân Việt Nam chúng ta được nắm giữ một cái cổ phần xe VinFast? Hay số đông người dân Việt Nam chúng ta chỉ làm công ăn lương thôi, chúng ta chỉ làm công nhân thôi, chúng ta chỉ làm kỹ thuật thôi, chúng ta chỉ làm lái xe, chúng ta chỉ làm bảo vệ. Em không nói là những công việc đó là xấu hay là nói là những công việc đó là chưa tốt, nhưng chúng ta có quyền được làm chủ,
chúng ta có quyền được đồng làm chủ của cái tập đoàn VinFast hay bất kể một cái tập đoàn nào trên toàn thế giới này. Nếu chúng ta thấy đấy là một tập đoàn tốt và chúng ta sở hữu cổ phần của những cái tập đoàn đó, chúng ta được hưởng lợi, thì chúng ta nên chứ. Mọi người thử nghĩ xem, nếu chúng ta để con mình ra, mình chẳng mong con mình nó lớn lên nó làm ông chủ bà chủ chứ. Ai muốn con mình suốt ngày đi làm công nhân cả đời? Chả ai muốn cả. Trên thế giới này chả ai muốn cho con mình đi làm nông dân cả đời cả. Chả ai muốn cho con mình đi làm công nhân cả đời cả. Chả ai muốn là cho con mình đi làm đến tận 60 tuổi mới được nghỉ hưu cả. Em nói nghiêm túc luôn. Mọi người có nghĩ giống em Lai không ạ? Đúng không ạ? Mọi người cứ nghĩ có giống em Lai không? Chả ai là muốn đi làm đến tận 60 tuổi để lĩnh lương hưu cả. Nếu như người ta có những nguồn thu nhập khác tốt hơn. Được chưa? Tỷ phú Lai đã có bao nhiêu cổ phần đến thời điểm này ha? Cảm ơn anh Nguyễn Hương. Em có nhiều cổ phần rồi. Lo cho gia đình xong rồi. Em chỉ mất có 45 ngày. Em chỉ mất đúng 45 ngày để lo xong số cổ phần đủ cả cuộc đời cho những người thân yêu của em. Được chưa? 45 ngày. Đây em lấy một cái đơn giản như thế này cho mọi người dễ hiểu này. 1 triệu cổ phần thôi. Được chưa? Tính 1 đô thôi. Em đang có 1 triệu đô. 1 triệu đô là bao nhiêu tiền? 25 tỷ. 25 tỷ. Nếu chia tiền cổ tức 10% trên 1 năm. 25 tỷ, 10% là 2 tỷ rưỡi 1 năm. Đúng không ạ? 2 tỷ rưỡi 1 năm. 2 tỷ rưỡi 1 năm chia cho 12 tháng, có phải mỗi tháng em nhận về khoảng 200 triệu không? Hơn 200 triệu, tính 200 triệu thôi. 200 triệu đã đủ ăn cho một cái gia đình 10 người sống 300 năm chưa? Nếu cứ chia đều, năm nào cũng được 2 tỷ rưỡi, năm nào cũng 2 tỷ rưỡi chia đều như thế. Em sống 300 năm nữa không ăn hết tiền. Đừng có lô đề cờ bạc, đừng có cá độ đá banh, đá gà các kiểu, đừng có phè phỡn vớ va vớ vẩn. Đỏ đen này. Nếu mà chỉ sống gọi là bình thường thôi thì em nói mọi người á, không ăn tiêu hết đâu. Được chưa? Vậy ngu gì không làm? 100 triệu dân mới có vài người biết tại sao mình không làm. 8 tỷ người, rất nhiều người chưa biết tại sao mình không làm. Ngu gì không làm? Đúng chưa? Đó. Cảm ơn Trần Gia Bảo. Cảm ơn chú Lê Quang Minh. Vì người ta có tìm hiểu đâu mà biết. Cảm ơn chú Lê Quang Minh. Cảm ơn chị Tô Yên. Chào em Lai cùng cả nhà UST nhé. Hello Trung Lai. Cả nhà anh chị em nha. Cảm ơn bạn Lý Cảnh. Cảm ơn chị Tô Yên. Cảm ơn Hoàng Văn Quân. Cảm ơn anh Trần Tám. Đấy, cảm ơn tất cả các anh chị em của chú mình. Nhiều lúc em cũng tiếc lắm. Tiếc thời gian cực kỳ luôn mọi người. Tiếc cực kỳ, vô cùng tiếc luôn. Tại sao mình không biết nó từ năm 2016? Tại sao mình không biết nó từ năm 2017? Tại sao mình không biết nó từ năm 2018? Tại sao mình không biết nó từ năm 2019-20 mà đến tận năm 2022 mới biết? Xin thưa với mọi người, em biết rồi đúng không ạ? Em biết về tập đoàn rồi, em đầu tư 1.000 đô trả góp. Trả góp để xem cái tập đoàn này có thật hay không? Để con tìm hiểu. Đúng không ạ? Đến tháng thứ 2 bắt đầu là gì ạ? Đến tháng thứ 2 bắt đầu là chuẩn bị đóng tháng thứ 2 rồi. Sang tháng cái là qua ngày 34, 35 cái là nó chuẩn bị đến 60 ngày là phải góp rồi. Đúng không ạ? Em tìm hiểu. Em ngồi em tìm hiểu. Xem cái tập đoàn này có cái gì. À, có tàu này. Giao thông cấp 2 này. Đúng không ạ? Rồi trên thế giới này có giao thông cấp 2 hay không? Có. Của Nhật có. Của Trung Quốc có. Nhưng công nghệ của họ rất đắt tiền cộng với lại không hiệu quả bằng công nghệ UST. Rất đắt tiền và không hiệu quả được bằng công nghệ UST. Và em mang ra so sánh. Đúng không ạ? Ra so sánh. Giả sử mình là cái người mà một ông chủ của một đất nước đi. Mình là một ông tổng thống của đất nước nào đi. Mình là một ông quốc vương của một cái đất nước nào đi. Mình sẽ lựa chọn công nghệ nào để sử dụng. Thì em thấy là mọi người sẽ sử dụng công nghệ UST. Tại sao? Thứ nhất, rẻ. Thứ hai, đẹp. Thứ ba, bền. Thứ tư, thi công nhanh. Và thứ năm, đó là rất an toàn. Rất an toàn. Được chưa? Cả thế giới này chưa có công nghệ nào có thể so sánh được với công nghệ UST cả. Và minh chứng cho điều đó thì cả thế giới này đã thi công nghệ tại Dubai. Thi công nghệ tại Dubai. Trong đó có cả công nghệ của Nhật. Trong đó có cả công nghệ của Trung Quốc, trong đó có cả công nghệ của Anh,
của Mỹ và rất nhiều các nước khác. Vậy câu hỏi đặt ra ở đây là tại sao quốc vương Dubai người ta không lựa chọn công nghệ của người khác mà người ta lại lựa chọn công nghệ UST? Đó, tại sao? Thì công nghệ người ta phải tốt, tốt thì người ta mới lựa chọn chứ, đúng không ạ? Tốt thì người ta mới đưa vào để người ta hỗ trợ cho UST mãi mãi mang công nghệ của UST đi quảng cáo trên toàn thế giới. Đấy, được chưa? Và nếu như anh chị em cô chú mình đã từng tìm hiểu vào công nghệ của tập đoàn UST thì mọi người sẽ thấy rất bất ngờ, có những cái rất là tuyệt vời. Đó, rất là tuyệt vời. Lấy ví dụ, công nghệ UST so sánh với công nghệ tàu của Trung Quốc thi công ở Việt Nam chúng ta, đó là đường sắt Cát Linh Hà Đông. 1 km đường sắt Cát Linh Hà Đông chi phí hết đâu đó khoảng hơn 65 triệu đô 1 km. Hơn 65 triệu đô 1 km. Nhưng công nghệ UST chỉ hết đâu đó khoảng từ 3 đến 10 triệu đô 1 km. Và đặc biệt thì công nghệ UST thi công rất là nhanh, không lâu như là công nghệ của Trung Quốc, đó là công nghệ đường sắt Cát Linh Hà Đông. Được chưa? Đường sắt Cát Linh Hà Đông có 13 km thôi mà thi công mất 10 năm. Thì vậy thì có nghĩa là tính trung bình cứ mỗi một năm thi công được có 1,3 km. Được chưa? Và với cái đơn giá là hơn 65 triệu đô thì nó quá đắt đỏ so với toàn thế giới này. Quá đắt đỏ so với toàn thế giới này. Thế thì em hỏi mọi người là giả sử chúng ta cứ thử tính mà xem, là chúng ta thấy là chúng ta đầu tư ra một cái đường tàu, đúng không ạ? Với cái đơn giá là hơn 65 triệu đô 1 km thì bao nhiêu năm thu lại thì nó hòa vốn, chứ chưa nói đến câu chuyện là có lời. Chưa nói đến câu chuyện có lời. Nhưng công nghệ UST chỉ có từ 3 đến 10 triệu đô 1 km và cái thời gian hoàn vốn đấy mọi người, nó dao động khoảng từ 3 cho đến 5 năm là hoàn vốn. Nó có tuyệt vời không? Quá tuyệt vời chứ. Đúng không? Với lại không phải đất nước nào cũng có tiền để chi ra từ hơn 60 triệu đô 1 km để mà làm xây dựng những cái đường tàu. Được chưa? Công nghệ UST được Dubai, đúng không? Dubai người ta sử dụng loại VIP nhất, nó mới lên đến là 20 triệu đô 1 km. Người ta đặt hàng tập đoàn sản xuất loại VIP nhất mới có bao nhiêu? 20 triệu đô 1 km. Đấy là người ta, đất nước người ta giàu có, đúng không ạ? Đất nước người ta giàu có. Đến đến công an giao thông thôi mà đã dùng siêu xe để gì ạ? Làm xe để mà đi làm. Một cái siêu xe, một cái đơn giá nó dao động khoảng từ 50 tỷ, nó khoảng hơn 2 triệu đô la trở lên. Công an giao thông thôi đã dùng siêu xe để đi làm nhiệm vụ rồi. Còn ví dụ ở Việt Nam chúng ta thì công an giao thông sẽ dùng cái xe đâu đó khoảng dưới 2-3 tỷ. Đấy, nó khoảng 100 ngàn đô la. Đấy, ở trung bình Việt Nam chúng ta thế thôi mọi người, thậm chí là có những cái xe nó chỉ vài trăm triệu thôi. Mọi người để ý thì mọi người cũng sẽ thấy lời em Lai nói là đúng. Được chưa? Chúc anh buổi tối vui vẻ. Cảm ơn Sang Lê. Cảm ơn chị Phạm Hồng. Chào Trung Lai, cảm ơn chị Phạm Hồng. Cảm ơn bạn Thiên Hương. Cảm ơn em Hồ Anh. Cảm ơn tất cả các anh chị em cô chú mình. Trong năm 2024 này, mọi người hãy dành cho em một năm nghiêm túc cả cuộc đời mình. Cả cuộc đời làm kinh tế của mình, dành cho em một năm nghiêm túc thôi. Đúng một năm thôi. Hơn 80% dân số trên toàn thế giới phải dành cả cuộc đời để đi kiếm tiền. Dành cả cuộc đời để đi kiếm tiền. Hơn 80% dân số trên toàn thế giới phải dành cả cuộc đời để đi kiếm tiền. Và mọi người nghĩ là thằng Lai nói láo đúng không ạ? Mọi người nghĩ là thằng Lai nói láo thì mọi người thử nghĩ xem thế này nhé. Sáng ra 6-7 giờ mọi người mở cửa ra để đi đâu? Đi đâu? Đi kiếm tiền chứ đi đâu? Đi làm. Đi làm là đi đâu? Đi làm là đi kiếm tiền đấy. Chứ đi đâu? Chứ còn nếu mà những người có nhiều nguồn thu nhập ấy, 8-9 giờ có thể người ta còn chưa ngủ dậy. Được chưa? Hoặc là người ta ngủ dậy sớm thì người ta đi tập thể dục, rồi người ta ra quán cà phê, người ta ngồi, hay là người ta đi chơi, đi đâu đó. Đúng chưa? Nhưng mà hơn 80%, mọi người có tin không ạ? Mọi người thử nghĩ xem nào, bây giờ cho cái danh bạ điện thoại của mọi người, mọi người có 100 người, quen 100 người. Thì bao nhiêu người buổi sáng lại thức dậy phải đi làm để kiếm tiền? Thì có phải cái câu mà em nói là đúng không? Xác suất nó đúng không ạ? Hơn 80% người dân trên toàn thế giới này, sáng ra mở cửa là đi làm đấy. Đi làm đấy chứ không phải đi chơi đâu, đi làm đấy. À, được chưa? Thế thì khi mà chúng ta sở hữu cổ phần doanh nghiệp này, sáng ra chúng ta có cần phải mở cửa ra đi làm hay không? Có, vẫn mở cửa ra đi làm. Nhưng
đấy là ở trong lúc này thôi, đấy là ở trong lúc này thôi. Nếu mai mốt tập đoàn chia cổ tức nhiều tiền lên, giống như câu chuyện em vừa kể với mọi người đấy, mọi người có đi làm không? Chưa chắc đi làm đâu, chưa chắc đi làm đâu. Mọi người thử nghĩ xem, một năm mà ví dụ chúng ta nhận tiền cổ tức 1 tỷ, mọi người có muốn đi làm không? Sáng muốn đi làm đến trưa, làm đến tối không? Rồi đăng ký vào trong khu công nghiệp làm bụi mù lên không, ô nhiễm không? Chưa chắc. Nếu một năm mọi người có thu nhập 1 tỷ, mọi người có muốn đi xuất khẩu lao động không? Chưa chắc. Nếu mọi người có thu nhập một năm 1 tỷ, mọi người có muốn là đi làm đến 60 tuổi nghỉ hưu không? Chưa chắc. Được chưa? Đấy, tại sao chúng ta không dám nghĩ? Người khác nghĩ được mà mình không nghĩ được, người khác làm được mà chúng ta lại không dám làm. Được chưa? À, cảm ơn chị Nguyễn Thị Hoa nhá. Cảm ơn chú Cấn Văn Hải nhá. Cảm ơn Trần Phạm Hà nhá. Chào tỷ phú Lo Phường nhé. À, cảm ơn tất cả các anh chị em của chúng mình nhá, đã vào nghe livestream của em live. Tại sao mọi người cần phải có cổ phần? Được chưa? Tại sao cần phải có cổ phần? Nếu chúng ta không có cổ phần thì chúng ta sẽ không bao giờ được chia cổ tức. Đấy, phải có cổ phần ở trong tay thì chúng ta mới được chia cổ tức. Được chưa? Khi chúng ta được chia cổ tức rồi, tức là chúng ta có thêm một nguồn thu nhập, thì lúc đó chúng ta có thể là tôi không thích đi làm công ăn lương nữa đâu, tôi nghỉ đấy. Tôi không thích đi làm công nhân khu công nghiệp nữa đâu, tôi nghỉ đấy. Được chưa? Tôi không thích đi xuất khẩu lao động nữa đâu, tôi nghỉ đấy. Tôi không thích đi làm cho các doanh nghiệp nước ngoài đâu, tôi nghỉ đấy. Tại vì tôi có nguồn thu nhập tốt, cuộc sống của tôi tốt. Việc gì tôi phải chịu khổ thế, đúng không? Việc gì tôi phải chịu khổ thế? Nào bây giờ mọi người thử nghĩ xem, nếu như chúng ta, ai đó, người dân Việt Nam chúng ta có cổ phần của nhà máy bia Sài Gòn, có cổ phần của Tôn Hoa Sen, có cổ phần của Vietnam Airlines, có cổ phần của sữa Vinamilk, có cổ phần của các doanh nghiệp lớn ở Việt Nam, ví dụ như là các ngân hàng thương mại lớn của Việt Nam. Nếu như chúng ta nắm giữ cổ phần của các tập đoàn lớn đó, một năm chúng ta được nhận tiền chia cổ tức khoảng 1 tỷ, chúng ta có chấp nhận đi làm tháng 8 triệu, 12 triệu và chờ đến 60 tuổi nghỉ hưu không? Không. Đừng có nói với em Lai là tôi đi làm về đam mê. Đừng nói với em Lai là tôi không cần tiền. Chẳng qua đôi lúc trong cuộc sống chúng ta chưa may mắn gặp được cơ hội tốt thôi. Được chưa? Và nếu như mọi người có nhiều nguồn thu nhập thì chắc chắn là em nghĩ là mọi người sẽ thay đổi công việc đấy. Mọi người sẽ nghĩ là em Lai nói đúng đấy. Cảm ơn Kim Dung. Và không phải một mình em Lai nói đúng đâu, hàng trăm nghìn người Việt Nam chúng ta trong 8 năm qua cuộc đời họ đã sang trang. Đấy, đó, được chưa? Cảm ơn chị Nguyễn Hoa nhá. Chị Nguyễn Hoa tặng em bông hoa rất là đẹp. Cảm ơn tất cả các anh chị em của chúng mình. Trong năm 2024 này em tin rằng đất nước Việt Nam chúng ta sẽ có vài trăm nghìn người nữa. Nhưng cái con số cổ phần còn lại của giai đoạn 15 nó còn rất ít. 10 năm qua chia cho toàn cầu rồi, 15 giai đoạn thì bây giờ đang ở giai đoạn cuối cùng là giai đoạn 15. Được chưa? Ai may mắn thì được người thân bạn bè mình chia sẻ cho cơ hội này. Ai may mắn hơn, đó là cái người có trách nhiệm với cuộc đời mình, dành thời gian ra để tìm hiểu xem đây có phải là cơ hội có thật hay không. Đúng không ạ? Dành thời gian ra tìm hiểu đó. Và khi chúng ta tìm hiểu rồi, chúng ta thấy ok thì chúng ta mới tham gia mà. Chứ em đâu phải lên đây livestream để lôi kéo mọi người, dụ dỗ mọi người này, nịnh nọt mọi người đầu tư vào đây đâu. Không, không, không. Không lên đây để lôi kéo mọi người. Làm giàu là trách nhiệm của từng người. Thằng Lai có trách nhiệm làm giàu cho cuộc đời thằng Lai. Thằng Lai có trách nhiệm làm giàu cho con cháu, gia đình của thằng Lai. Mọi người cũng có gia đình của mọi người mà, lôi kéo thế nào được. Được chưa? Nhưng cơ hội tốt chúng ta nên bảo nhau, đúng không? Cho nhau thông tin đấy, để mà bảo nhau mà làm giàu. Còn nếu mà không, chúng ta cứ nghe TV đài báo cho nó lắm vào, chúng ta đầu tư tất vào FLC, thế xong thế là và bán luôn cả nhà hàng xóm chứ đừng nói là bán nhà mình. Được chưa? Cảm ơn chị Lê Hậu nhá. Chị chào em, cảm ơn chị Lê Hậu. Cảm ơn chú Thắng Hà Nội. Cảm ơn anh Nguyễn Chuyển nhá. Cảm ơn tất cả các anh chị em của chúng mình đã vào Loa Phường TV nhá. Rất là tuyệt vời đúng không ạ? Nếu chúng ta cứ tin quá vào TV đài báo, chúng ta sẽ đầu tư tất tiền vào Alibaba, mất tiền. Nếu chúng ta quá tin vào TV đài báo, chúng ta sẽ đầu tư tất tiền vào trong bất động sản Nhật Nam, sông Đào Hòa Bình. Đấy là những con số có thật. Đấy là những cái thông tin có thật. Và hàng trăm, hàng nghìn, thậm chí là hàng triệu người Việt Nam chúng ta bị lừa mất tiền. Riêng trong năm 2023, người Việt Nam chúng ta bị lừa mất 16 tỷ đô. 16 tỷ đô.
1 tỷ đô thì nó tương đương với 25.000 tỷ Việt Nam đồng. Được chưa? Tổng số tiền ngoại hối, ngoại hối tức là không phải Việt Nam đồng, ngoại hối có nghĩa là đô la hoặc là euro được gửi từ người Việt Nam ở nước ngoài về Việt Nam trong năm 2022 nó khoảng 17 tỷ đô. Thì riêng trong năm 2023, đất nước Việt Nam chúng ta, người dân Việt Nam chúng ta bị lừa mất khoảng 16 tỷ đô la. 16 tỷ đô la. Mọi người tưởng tượng đi, 1 tỷ đô la là tương đương với 25.000 tỷ Việt Nam đồng. Thì 16 tỷ đô nó là bao nhiêu tiền? Quá nhiều đúng không ạ? Và đã nhiều lần em chia sẻ với tất cả các anh chị em cô chú mình rồi. Ở đâu có tiền thì ở đó có lừa đảo. Ở đâu có tiền là ở đó có lừa đảo. Rất may mắn cho những người biết đến UST, 8 năm qua ở đất nước Việt Nam chúng ta chưa có ai bị mất một đồng nào cả. Có rất nhiều người tham gia vào rồi bị người nhà, người thân ngăn cản, bỏ dở thì em đồng ý. Có rất nhiều người tham gia vào rồi nghe TV, đài báo hoang mang quá, bỏ dở thì em đồng ý, nhưng chưa có ai bị mất một đồng tiền nào cả. Được chưa? Đó, và thời gian thì nó mới là câu trả lời chính xác nhất. Đó, thời gian mới là câu trả lời chính xác nhất. Có rất nhiều người biết đến 6, 7, 8 năm nay chả thèm quan tâm, chả thèm đầu tư, nhưng họ cũng bị mất tiền ở những cái kênh khác rất nhiều. Có những người mất vài triệu, vài chục triệu, vài trăm triệu, thậm chí có những người mất hàng tỷ ở các dự án khác. Như bất động sản Nhật Nam đấy, có những người mất vài chục tỷ. Đừng nói là mất tiền của mình, mất rất nhiều tiền của những người thân yêu của mình. Được chưa? Đấy, cảm ơn bạn Titi nha, cảm ơn em Dương Thiên. Em chào anh Lai và cả nhà UST nhé. Cảm ơn em Dương Thiên. Em chào anh trai. Cảm ơn Hoa Ngô, Ngô Hoa. Cảm ơn cô Trần Hằng. Cảm ơn tất cả các anh chị em cô chú mình. Và tại sao luôn luôn em lại nói mọi người là mọi người hãy sở hữu cho mình khoảng 200.000 cổ phần thôi, khởi điểm. Nó có nhiều lý do. Thứ nhất, số đông người dân Việt Nam chúng ta là nghèo, thu nhập thấp, không có dư. Được chưa? Thứ hai là chúng ta tham gia vào một cái lĩnh vực mới thì chúng ta cần phải làm từ nhỏ đến lớn. Để làm gì ạ? Để vừa làm vừa tìm hiểu. Nó giống như cái câu chuyện chúng ta ăn thử ấy. Đúng không ạ? Chị vừa mới biết mới cái mà thấy thằng Lai nói cái là về đầu tư, vác tiền ra đầu tư 500 triệu, đầu tư 2 tỷ, đầu tư 3 tỷ. Không đâu. Kể cả mọi người mới tham gia vào, có những người em còn ngăn cản mọi người. Có những người đầu tư vào em còn ngăn cản, rất nhiều người em ngăn cản. Mới quen biết được có vài hôm, chị đầu tư 5.000 đô, em không cho đầu tư luôn. 5.000 đô nó ít tiền lắm à? Nó ít tiền so với những người có tiền tỷ, nhưng nó lại rất nhiều tiền so với những người nghèo. Mới quen nhau có 10 ngày, 1 tuần thôi mà chị đầu tư 5.000 đô. Không, chị em mình mới biết nhau, chị đầu tư ít thôi, 1.000 đô thôi, trải nghiệm, trả góp. Chị tìm hiểu đi, lúc nào chị tự tin đi, chị thấy đây là tập đoàn tốt đi, chị thích đầu tư bao nhiêu mặc kệ chị. 100.000 đô, 500.000 đô em chẳng ngăn cản. Được chưa? Trả góp đi, tháng thứ nhất, tháng thứ hai đi. Lúc nào hiểu về tập đoàn đi, tự tin đi. Thì hãng đầu tư lớn. Đúng chưa? Khi mà chúng ta hiểu rồi, thì giống như là chị Tuyết Mai ở Đà Nẵng, người ta sẵn sàng dịch chuyển 2-3 cái bất động sản một lúc, vài chục tỷ người ta đầu tư. Đấy là những người ta đầu tư bằng niềm tin của mình, của bản thân mình. Chứ không phải là đầu tư vì thằng Lai nó nói hay quá. Thằng Lai nó bơm, nó thổi, đúng không ạ? Không cần, mọi người hãy tự tin vào cái sự hiểu biết của mình. Hãy dùng lý trí, hãy dùng kiến thức của mình, hãy dùng lý trí của mình để đưa ra quyết định. Được chưa? Cảm ơn Hoàng Nhung, cảm ơn chị Nguyễn Thị Hoa. Trung Lai nói chuyện hay quá, nghe mãi không chán, càng nghe càng gom thêm cổ phần. Cảm ơn anh Trần Tám. Chúc mừng cho anh Trần Tám, đại gia Cà Mau nhá. Tuyệt vời. Đất nước Việt Nam chúng ta sẽ sớm có rất nhiều những tỷ phú đô la vào danh sách những người giàu nhất của thế giới. Mọi người ạ, đất nước Việt Nam chúng ta sẽ có rất rất nhiều những tỷ phú đô la được mọc lên từ UST Việt Nam. Đấy, em ở đây là em nhìn thấy ít nhất là có 2-3 người rồi đấy. Nhưng mà thôi, để bữa khác thì hôm nay em giấu tên. Hôm nay em giấu tên mọi người ạ. Đấy, được chưa? Đã được gia hạn thêm 14 ngày đó em. Ôi giời ơi, cảm ơn chị Đặng Thanh nhá. Tuyệt vời quá, cảm ơn, chúc mừng. Chúc mừng cho tất cả các anh chị em cô chú nào mà hôm nay chưa kịp đăng ký. Đấy, hôm nay chưa hiểu, chưa tin, chưa chuyển tiền. Đấy, chưa xác minh tài khoản.
Đấy, thì còn được gia hạn thêm 2 tuần nữa, tức là quá tuyệt vời mọi người, quá tuyệt vời. Đấy, cuộc đời chúng ta nếu không có tiền, người thân cũng khinh nữa, chứ đừng nói là người dưng. Người dưng người ta khinh là chuyện bình thường, nhưng nếu không có tiền là người thân sẽ bị khinh đầu tiên. Đấy, và nếu chúng ta không giàu có thì chúng ta sẽ đi ra ngoài đường, chúng ta sẽ mất tự tin. Mất tự tin luôn. Đúng chưa? Ví dụ chúng ta gặp một người bạn thân, nếu mình không có tiền mời người ta ăn bữa cơm ấy, thì mình cảm thấy là mình có lỗi với người ta. Đúng không ạ? Mời người ta ăn bữa cơm mà nếu như mình không có tiền mà lại mời cái bữa cơm mà nó bèo nhèo quá, mà lại bạn thân mà lại mời bữa cơm mà nó bèo nhèo quá, thì vớ vẩn người ta lại hiểu khác, người ta đâu có hiểu là mình không có tiền. Đúng không ạ? Người ta lại bảo thằng này nó có tiền mà nó lại xẻn thế, nó lại keo kiệt thế. Đúng không ạ? Cho nên là chúng ta cần phải có tiền. Đấy, và cuộc sống này thì 100 cái hiện tượng sự vật nó xảy ra thì nó đến 99 cái là nó cần phải đến tiền. Đúng chưa? 99 cái là phải cần đến tiền mới giải quyết được. Đấy. À, cố lên cháu, cảm ơn chú Cấn Văn Hải, cảm ơn bố Đặng Hương. Đấy. Đây ví dụ như bố Đặng Hương thế thôi. Đấy, năm nay bố 70 tuổi rồi đấy. Nhưng mà tại sao bố sẵn sàng bán đất đi, đầu tư cổ phần doanh nghiệp? Bố muốn giàu không? Muốn chứ. Đúng không ạ? Các con của bố, con dâu, con trai, cả gia đình nắm giữ hàng trăm triệu cổ phần. Vậy câu hỏi đặt ra ở đây là bố có thèm tiền không? Bố rất thích tiền. Đúng không ạ? Vậy câu hỏi đặt ra ở đây là con cháu của nhà bố nắm giữ hàng trăm triệu cổ phần, thế thì lý do gì mà bố phải bán đất? Vì bố yêu cái tập đoàn này, bố yêu cái cổ phần, và bố cũng nhìn thấy cái câu chuyện là mai mốt lên sàn có bao nhiêu đô thì bố có tha hồ tiền, lúc đó là tiền của bố. Bố thích cho ai là tiền của bố, bố thích làm từ thiện ở đâu là tiền của bố, tao đỡ phải xin các con. Đúng không ạ? Và chia sẻ cho nhiều người, đặc biệt là người thân người quen, anh em bà con dòng họ, thì đôi lúc người ta lại cứ tưởng là mình lợi dụng người ta. Đấy, người ta lại cứ tưởng mình lợi dụng người ta. Thế thì khi mà bố Đặng Hương tìm hiểu về tập đoàn thì bố phải hiểu tập đoàn, tin tập đoàn thì bố mới gom thêm, bán đất đi, đầu tư, nắm giữ cổ phần doanh nghiệp. Số đông những người mà dịch chuyển tài sản là như vậy. Chỉ có tin thôi, tin tập đoàn thì mới là dịch chuyển bất động sản. Đấy, để mà nắm giữ cổ phần doanh nghiệp, đúng không? Hoặc là em lấy một cái ví dụ ra thế này để cho mọi người hiểu này. Giả sử ai đó đầu tư một lô đất 1 tỷ, kỳ vọng là trong vòng 5 đến 10 năm nữa nó lên đến 5 tỷ, nó lên đến 10 tỷ. Đúng không ạ? Kỳ vọng. Không ai dám khẳng định là ngày hôm nay tôi đầu tư một lô đất 1 tỷ thì 5 năm nữa tôi sẽ bán được 5 tỷ, 10 năm nữa tôi sẽ bán được 10 tỷ. Không có. Đúng chưa? Và cổ phần doanh nghiệp này cũng vậy. Đó. Nhưng cái lực đòn bẩy của cổ phần doanh nghiệp này, đúng không ạ? Chúng ta có thể là dùng đâu đó khoảng là 1 phần tư của 1 tỷ, khoảng 250 triệu. 1 phần tư, đâu đó khoảng là 10.000 đô la. Chúng ta sở hữu lấy vài trăm nghìn, sở hữu lấy 1 triệu cổ phần. Đúng không ạ? Và cũng có phải ai có tiền tỷ để đầu tư đất đâu. Đấy, vậy tại sao chúng ta không vừa đầu tư đất, chúng ta lại vừa đầu tư cổ phần doanh nghiệp? Chúng ta đổ đầu tư nhiều cổ phần doanh nghiệp của nhiều tập đoàn thì chúng ta sẽ có nhiều nguồn thu. Đấy, câu chuyện đơn giản như thế thôi. À, mọi người ạ, chả có gì đơn giản hơn nữa. Chú gắng tinh thần. À, cảm ơn chú ủng hộ tinh thần. Cảm ơn chú Cấn Văn Hải. Cảm ơn chú Văn, em chào anh Trung Lai và anh chị em đang xem live. Cảm ơn chú Văn. Cảm ơn Binh Bùi. Bùi Binh. À, cảm ơn Trần Gia Bảo, cảm ơn tất cả các anh chị em của chúng mình. Cảm ơn tất cả các anh chị em của chúng mình. À, được gia hạn 14 ngày. Đây là một thông tin quá tuyệt vời cho đầu năm 2024. Chúc cho tất cả các anh chị em của chúng mình khi vào biết kênh Loa Phường TV này của em live thì mọi người sẽ sở hữu được cổ phần. Và mọi người hãy cảm ơn cái người nào đó tắt tên mình vào xem những buổi livestream của em live. Vì sao ạ? Vì em like là em like nhìn ở góc độ công bằng, khách quan. Không bênh bênh đài báo TV, không bênh tập đoàn, không bênh những người đi trước, không bênh ông chủ tịch, không bênh bất cứ ai cả, mà bênh sự thật, bênh cái phải. Được chưa? Không bênh, không thiên vị ai cả, không thiên vị TV đài báo. Nói thật, nói thẳng. Không bênh ông chủ tịch Anatomy, không bênh những người đi trước của Việt Nam chúng ta,
không bênh ai cả, bênh cái phải, bênh cái đúng, bênh cái sự thật. Cảm ơn em Cấn Hằng, cảm ơn anh Vũ Minh Phú. Đó, và tại sao em lại nói với mọi người là mọi người sợ mất tiền thì mọi người chỉ nắm giữ 200.000 cổ phần thôi. Sợ mất tiền thì chỉ nắm giữ 200.000 cổ phần thôi. Vì sao? Vì giả sử chúng ta có bị rơi mất một ít tiền, cái số tiền đó nó sẽ không làm cho chúng ta vỡ nợ, không làm cho chúng ta phá sản, không làm cho chúng ta phải kiệt quệ, không thể khởi nghiệp lại được. Đúng chưa? Đó, số tiền đó nó số tiền nhỏ mà, ai cũng có thể lo được. Người phụ hồ cũng có thể lo được, người thợ mộc cũng có thể lo được, người công chức với mức lương khoảng từ 3 đến 10 triệu cũng có thể lo được, người lái xe ôm cũng có thể lo được, người bốc vác cũng lo được, người công nhân lao động phổ thông, lao động tự do cũng có thể lo được, người nông dân cũng lo được. Đúng chưa? Em đâu có xúi mọi người bán nhà, bán xe, bán đất, bán mọi thứ đi để đầu tư đâu. Chưa xúi ai. Em toàn ngăn cản thôi. Có những người ngăn cản, em phải đầu tư, em phải ngăn cản. Nhà chị ít người, đầu tư 5.000 đô như thế em thấy ổn rồi. Còn chị muốn đầu tư thêm, chị có tiền nhàn rỗi, chị đầu tư thêm, đó là quyền quyết định của chị. Nhưng em thấy ổn rồi. 5.000 đô được 400.000 cổ phần. 400.000 cổ phần, tài sản bé nhất tại thời điểm này là 400.000 đô. 42 là 8, 45 20. 10 tỷ Việt Nam đồng, tài sản bé nhất tại hôm nay. Nếu lên sàn 10 đô, 10 tỷ nhân 10 có phải là 100 tỷ không? Thế 5 đô, 50 tỷ. 50 tỷ mà mỗi một năm tiền chia cổ tức 10% thì có phải là 5 tỷ không? 5 tỷ chia cho 12 tháng có phải là mỗi tháng 400 triệu không? 400 triệu mà một cái gia đình có 3 4 mẹ con thì sống bao nhiêu năm cho ăn hết? Ăn chưa hết thì nó tiền lại chia về rồi. Có đúng không ạ? Có những người lại phải ngăn cản luôn, em nghiêm túc luôn, rất nhiều người lại phải ngăn cản, không cho đầu tư nhiều. Tại sao thế ạ? Vì gia đình của các anh chị vẫn còn khó khăn mà. Chứ đâu phải gia đình anh chị dư tiền gửi ngân hàng 4 5 tỷ, 3 2 3 tỷ đâu. Được chưa? Và cũng có rất nhiều người cũng còn đang đi xuất khẩu lao động đấy. Một tháng đi xuất khẩu lao động được có đâu nhiều tiền đâu. 20 triệu, 30 triệu thôi, mà đâu có phải 2 30 triệu là đầu tư hết được, còn phải gửi về gia đình, còn phải đủ thứ trả lãi, trả lùng nuôi con các thứ nữa chứ. Đúng không ạ? Sang năm mới, cảm ơn chú Cấn Văn Hải. Chú Cấn Văn Hải nãy bình luận là sang năm mới chú ủng hộ đúng không? Tuyệt vời, cảm ơn chú Cấn Văn Hải nhá. rất là vui. Hy vọng rằng một ngày gần nhất chú sẽ là một thành viên tiêu biểu của gia đình, sở hữu cổ phần để cho những người thành viên xung quanh gia đình chúng ta sẽ có cổ phần. Đấy, còn cháu Lai thì là xung phong rồi, cháu Lai xung phong 2 năm nay rồi. Đấy, và lên live stream để lan tỏa cơ hội này cho cộng đồng. Cho nhau một cái cơ hội, cho nhau một cái thông tin. Quý hơn cả cho nhau tiền. Quý hơn cả cho nhau tiền. Mọi người có tin không ạ? Mọi người thử nghĩ xem. Nếu như ai đó cho chúng ta 10 triệu, 5 triệu, có thể chúng ta mua cái điện thoại đẹp đẹp là hết rồi đấy. Hay là làm vài chầu ăn uống sang trọng vài hôm là hết rồi đấy. Nhưng chúng ta cho nhau cái cơ hội này, chúng ta ăn cả đời, nhiều đời không hết. Đúng không ạ? Cho nhau cái cơ hội này ăn nhiều đời không hết. Con cháu chúng ta bây giờ có phải lo việc không? Không, không phải lo việc nữa. Tập đoàn đã tính việc làm cho vòng 10 năm tới rồi. Được chưa? Con cháu của chúng ta bây giờ chỉ cần có cái giấy khai sinh thôi, nó đã là ông chủ rồi. Con cháu của chúng ta chỉ cần có cái giấy khai sinh thôi, nó đã là bà chủ rồi. Được chưa? Chị chào em Trung Lai Loa Phường. Cảm ơn chị Phương Leo. Cảm ơn anh Vũ Minh Phú. Cảm ơn chị Mùng Thị Ẩn. Đó. Và rất ít người nói ra điều đó. Đấy. Và em thì tại sao em lại phải nói? Vì mình biết mà mình không nói thì đôi lúc có rất nhiều người lại cũng không biết luôn. Có rất nhiều người, nó phải trên 80-90% người dân Việt Nam chúng ta luôn luôn phải lo cái gì? Lo cho con ăn học, lo cho học ở đâu, lo cho học trường nào, lo cho học thầy cô giáo nào, lo cho tốt nghiệp loại khá, loại giỏi, loại trung bình, lo việc làm, lo gửi gắm, lo nhờ vả, lo cho đi xuất khẩu lao động. Tóm lại là lo đủ thứ, lo từ lúc đẻ cho đến lúc mà xuống lỗ luôn. Đúng chưa? Lo. Cứ nhìn vào những người xung quanh mình, nhìn vào cái thế hệ cha ông của mình là biết mà. Vậy thì
tại sao em lại bán bỏ đất đi, tại sao em lại bán bỏ ô tô đi để em sở hữu cổ phần là như thế. Ngày hôm nay em bỏ ra có tí tiền thôi, nhưng em lo hết cho con cho cháu mình mai sau rồi. Được chưa? Mình đã được hưởng chán rồi, đúng không? Mình đã hưởng chán rồi. Thế thì mai mốt đi, di chúc cho con cho cháu, bàn giao nốt cho kiến thức kinh nghiệm. Đấy, cho nó ít kinh nghiệm, cho nó ít kiến thức. Chỉ cho học cái này, học cái kia, học cái này con, học quản lý tài chính. Thế thì nó mới biết vận hành cái đồng tiền, nó mới biết quản lý cái đồng tiền. Nên đầu tư vào đâu và không nên đầu tư vào đâu. Nên gửi tiền của mình vào đâu và không nên gửi vào đâu. Đúng không ạ? Chứ còn nếu mà không có kiến thức thì mọi người để ý là em Lan nói đúng rồi. Ở đâu có tiền là ở đó có lừa đảo. Mang tiền vào ngân hàng gửi tiền mà còn mất trắng, không lấy được. Thế chứ đừng nói đầu tư. Đấy, mang tiền vào ngân hàng để gửi tiền ăn lãi suất thấp thôi, mà còn thành là gì ạ? Ủy thác đầu tư, lại còn thành là gì? Mua bảo hiểm, còn thành đủ trò. Đấy, đấy là thiếu kiến thức. Đấy, được chưa? Và ở đâu có tiền thì ở đó có lừa đảo đấy. Kể cả trong ngân hàng cũng lừa đảo, chứ đừng có nghĩ là ở ngân hàng là không có lừa đảo. Mọi người mà cứ bảo là ngân hàng không có lừa đảo là mọi người đang nghĩ, đang sai lầm đấy. Ok cháu, mong sao. Cảm ơn chú Cấn Văn Hải, cảm ơn anh Nguyễn Đức Trọng, cảm ơn Nguyễn Long, cảm ơn Hoàng Thùy, cảm ơn tất cả các anh chị em của chú mình. Đấy, em không biết là tại sao mà cái livestream của em nó bị bóp tương tác thế nhỉ? Đúng ra nó phải lên đến 100 người xem trực tiếp mà tại sao này? Có lý do gì mà mọi người lại không xem nhỉ? Trong năm 2024 này, mọi người có thể làm 1 năm bằng 100 năm. Làm 1 năm bằng 100 năm. Mọi người chia sẻ giúp em cho hơi mạnh lên một tí để có những người mới vào để em chia sẻ cho lý do tại sao mọi người làm 1 năm bằng 100 năm. Được chưa? Mọi người cố gắng làm sao để tắt tên những người nào chưa có cổ phần vào, cố gắng vào nghe buổi livestream tối nay của em Lan. Được chưa? Chào em Lan tỷ phú, vui vẻ chia sẻ. Cảm ơn anh chú Thính. Đó. Làm 1 năm thôi mà bằng làm 100 năm. Nghe thì có vẻ là nó hão huyền, nghe có vẻ là nó bất khả thi, không khả thi. Nhưng xin thưa với mọi người, chúng ta tập trung, chúng ta làm 1 năm thôi. Còn dư sức hơn 100 năm cơ. Dư sức hơn 100 năm. Được chưa? Và mai mốt mọi người sẽ nhớ cái câu em Lai nói đó là gì ạ? Chúng ta sống đến 300 tuổi cũng không ăn hết tiền. Vì lý do gì mà không ăn hết tiền? Vì lý do gì mà không ăn hết tiền? Đó là cái bài học của ông Warren Buffett. Ông ấy đầu tư có 100 đô thôi. Từ năm 1941. Và bây giờ ông ấy 94 tuổi rồi. Ông ấy có hơn 100 tỷ đô. Nào, mọi người nghĩ xem, một người đàn ông có hơn 100 tỷ đô, năm nay 94 tuổi. Đấy, người ta ăn, người ta chơi kiểu gì cho hết cuối cuộc đời người ta? Ăn chơi kiểu gì cho hết 100 tỷ đô. Cảm ơn chị Bờ Nước Thị Alai. Nhiều vụ gửi tiền vào ngân hàng, tiền mất mà đâu biết kêu ai. À, cảm ơn em Cấn Hằng. Cảm ơn anh Hương Cao. Đó. Cảm ơn chị Tô Yên. Đó. Chỉ cần làm 1 năm thôi là bằng chúng ta đi làm hơn 100 năm. 1 năm thôi là hơn chúng ta đi làm 100 năm. Đây em lấy ví dụ thế này xem có đúng không. Không cần phải cao sang gì cả, 200.000 cổ phần thôi. Đúng 200.000 cổ phần thôi. Được chưa? Đúng 200.000 cổ phần thôi. Chúng ta có tài sản bé nhất là bao nhiêu? 200.000 đô, tương đương với 5 tỷ. Bé nhất là 200.000 đô, tương đương với 5 tỷ. Đấy, như nãy chị Đặng Thanh thông báo đúng không ạ? Tập đoàn gia hạn cho 14 ngày. Đấy, tha hồ thời gian nhá. Tha hồ thời gian mà kích hoạt tài khoản, đăng ký tài khoản, xác minh tài khoản nhá. Lo tiền nhá. Dịch chuyển tài sản nhá. Đồng ý nhá. Đấy, để mà có tài khoản mới, để mà có cổ phần. Được chưa? Làm đúng 1 năm thôi, bằng cả cuộc đời đi làm. Một người làm thôi có thể bằng cả gia đình, cả dòng họ làm cả cuộc đời. Một người làm thôi mà bằng cả gia đình, cả dòng họ đi làm cả cuộc đời. Đấy mới là cái câu chuyện đáng để cho chúng ta quan tâm. Đấy mới là câu chuyện đáng để chúng ta suy nghĩ, dành thời gian ra để tìm hiểu. Mà không tìm hiểu thì ai mất, ai thiệt, chúng ta tự biết. Được chưa? Ai mất, ai thiệt, chúng ta tự biết. Ai phải đi làm đến 60 tuổi để nghỉ hưu, chúng ta tự biết. Ai phải dùng cả đời của mình
chạy theo đồng tiền là chúng ta tự biết ai được chia cổ tức, được không ạ? Được ngồi ở nhà đấy, nhận cổ tức là chúng ta đều biết đấy. Đấy, được chưa? Không có cái gì mà phải sợ cả. Người khác làm được thì chúng ta làm được, nước khác làm được thì nước mình làm được, và chúng ta nhất định sẽ làm được. Đó là câu nói của anh Đặng Lê Nguyên Vũ, ông chủ cà phê Trung Nguyên. Đấy. Nếu chúng ta đặt mục tiêu xóa nghèo thì cái nghèo nó còn theo chúng ta mãi. Nhưng nếu chúng ta đặt mục tiêu làm giàu thì cái nghèo tự khắc nó biến mất, lúc nào không hay biết. Vẫn là câu nói của anh Đặng Lê Nguyên Vũ, ông chủ cà phê Trung Nguyên. Cờ đến tay ai thì người ấy phất. May mắn mình biết đến cơ hội, tìm hiểu thì không mất gì ngoài thời gian. Vậy tại sao chúng ta không tìm hiểu? Một cơ hội tốt nở ở đất nước Việt Nam chúng ta 8 năm, có những người biết 5 năm, 4 năm, 3 năm, chưa tham gia, chưa quan tâm, chưa tìm hiểu. Nhưng cũng có những người biết chỉ sau 10 phút, 30 phút, họ đã đầu tư 3.000 đô, 1.000 đô, 500 đô, 2.000 đô, 10.000 đô. Tại sao thế ạ? Tại sao thế? Có những người biết 2-3 năm, chưa quan tâm, chưa tìm hiểu. Chưa tìm hiểu thì lấy gì mà hiểu? Không, anh là phải thích là người thật việc thật cơ. Anh là phải ở Việt Nam cơ. Chị là phải ở Việt Nam cơ. Cái này chị chưa tham gia bao giờ, chị chưa biết. Mọi người có rất nhiều những lý do, mọi người có hàng trăm, hàng nghìn, hàng tỷ cái lý do. Nhưng có một cái lý do lớn nhất thì mọi người bỏ qua, đó là gì ạ? Đó là một cái tập đoàn hơn 400 tỷ đô, người ta huy động vốn trên toàn cầu. Chúng ta đang là những ông chủ, chúng ta đang là những bà chủ, thì chúng ta không quan tâm. Chúng ta nắm giữ cổ phần là chúng ta đang gì ạ? Đang là ông chủ đấy, đang là bà chủ đấy. Con cháu của chúng ta nhiều đời sau vẫn là ông chủ, vẫn là bà chủ, thì chúng ta không quan tâm. Chúng ta lo cho cái câu chuyện là mai mốt con cháu chúng ta phải là đi xin, đi quỳ, đi lạy thì mới có việc làm. Phải ngồi chờ hết năm này sang năm khác thì mới được là thi biên chế. Phải ngồi chờ hết năm này sang năm khác thì mới được tăng lương. Phải ngồi chờ là bao nhiêu năm thì mới được nghỉ hưu. Phải chờ thằng nọ duyệt, thằng kia duyệt thì mới được vào công ty này, doanh nghiệp kia để làm. Phải nhờ vào ông nọ, bà kia thì mới xin được vào đâu đó để kiếm lấy một cái công việc. Đúng chưa? Và còn cái tư duy nhờ, xin thì còn mất rất nhiều tiền. Còn mất rất nhiều tiền. Còn đi xin, còn đi nhờ, còn mất rất nhiều tiền. Tại sao hôm nay có cái cơ hội để chúng ta làm chủ, tại sao chúng ta không làm? Làm chủ cuộc đời mình, tại sao chúng ta không làm? Làm chủ số phận của mình, tại sao chúng ta không làm? Được chưa? Cảm ơn Hoàng Thúy. Tao làm hàng ngày chưa đủ mua mà tiêu nói tào lao. Cảm ơn Huê Trường. Cảm ơn cảm ơn Trinh Trinh. Cảm ơn Nguyễn Việt, Nguyễn Hương Việt. Hello em Lai tỷ phú. Tào lao, cảm ơn Huê Trương. Làm chi vậy cha nội? Huê Trương có muốn giao lưu thì lên đây giao lưu với anh nhá. Cảm ơn Huê Trương đã vào kênh Loa Phường TV nhá. À, chị không có ai chia sẻ, tự tìm hiểu và tự đi tìm người hỗ trợ. Sau 1 ngày vào 1.000 đô, sau 1 tháng thêm 1.000 đô và sau 3 tháng thêm 10.000 đô. Và bây giờ chuẩn bị thêm 30.000 đô. Ai không nhanh ngồi đó mà nhìn. Tuyệt vời quá đúng không ạ? Cảm ơn chị Nguyễn Việt Hương đúng không ạ? Chờ đợi thì còn cái nịt. Tuyệt vời. Cảm ơn chị Nguyễn Hương Việt. Cảm ơn anh Nguyễn Hoan, Nguyễn Như Hoan. Cảm ơn Hoàng Thúy. Cảm ơn tất cả các anh chị em của chúng mình đã vào nghe livestream của em Lai. Nếu như chúng ta tìm hiểu về tập đoàn VT này thì em tin chắc chắn là 10 người tìm hiểu, khi hiểu về tập đoàn rồi thì cả 10 người sẽ đầu tư góp vốn sở hữu cổ phần của doanh nghiệp này. Không ai có thể bỏ qua được. Tại sao mà thế ạ? Vì đây là một tập đoàn khổng lồ, lớn nhất thế giới, lớn nhất thế kỷ 21. Lớn nhất thế kỷ 21. Tập đoàn VT được sinh ra với một cái sứ mệnh lớn lao, đó là giải cứu cái hành tinh này. Giải cứu hành tinh này. Được chưa? Sản phẩm công nghệ của tập đoàn thì toàn những là sản phẩm vượt trội. Đấy. Toàn những sản phẩm vượt trội.
Vậy em hỏi mọi người là đằng nào thì chúng ta cũng nghĩ, tại sao chúng ta không nghĩ lớn? Giống như câu nói của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đằng nào cũng đi làm, tại sao chúng ta không đi làm cho một tập đoàn lớn? Được chưa? Đằng nào mình cũng làm chủ, tại sao mình không làm chủ của một tập đoàn lớn? Đằng nào cũng đi làm, tại sao không làm bà chủ, làm ông chủ mà mình lại cứ phải là phải xin vào kia làm công nhân? Tại sao thế ạ? Đời mình không dám nghĩ thì con mình làm sao nó dám nghĩ? Cháu mình làm sao nó dám nghĩ? Đời mình không dám làm thì làm sao con mình nó dám làm? Cháu mình nó dám làm? Đời mình không làm ông chủ thì làm sao con mình, cháu mình nó dám nghĩ làm ông chủ bà chủ được? Suốt ngày nghĩ đi xin vào chỗ này, xin vào chỗ kia thôi à? Làm đến 60 tuổi à? Được chưa? Và đừng nghĩ là xin được vào chỗ này, xin vào chỗ kia thì làm được đến 60 tuổi. Vẫn bị giảm biên chế bình thường, vẫn bị đuổi việc bình thường, vẫn bị mất việc bình thường, vẫn bị sa thải bình thường. Và thậm chí người ta còn không đuổi, còn nó mới nhục. Không tăng lương, không cần đuổi, mày phải tự nghỉ. Mày cảm thấy quá nhục rồi, mày đi làm thế này, lương tháng có 3 triệu, 4 triệu, không đủ ăn, không đủ tiền đổ xăng, không đủ tiền mua cạc điện thoại, không đủ tiền uống cà phê, thì mày khắc phải tự nghỉ. Nó không đuổi nó mới nhục. Được chưa? Không tăng lương, không thưởng. Đấy, đấy nó mới nhục. Được chưa? Chào các tỷ phú nhé, cảm ơn chị Nguyễn Hà, cảm ơn Hoàng Thúy, cảm ơn cô Nguyễn Thị Hương. Đúng quá cháu Lai ơi. À, đúng rồi anh. Cảm ơn Trần Văn Tạo, cảm ơn cô Nguyễn Thị Hương, cảm ơn Trần Thảo. Bản thân em Lai này cũng thế mà, bản thân em Lai này cũng đã từng đi làm rồi mà. Được chưa? Có bằng không? Có bằng. Phải thử việc chứ, mày có bằng thì bằng, chứ mày chỉ có bằng ở trên trường thôi, chứ mày bằng gì ở ngoài kinh nghiệm xã hội. Được chưa? Thử việc thì lương thấp. Được chưa? Rồi vào đến nơi ấy thì ưu tiên là phải con ông nọ cháu bà kia thì mới ngồi được mấy chỗ ngon ngon, đúng không ạ? Mày chả con ông nào cháu bà nào thì thôi, mày làm những cái chân vớ va vớ vẩn đi. Lương thấp thôi. 3 năm nữa thì tăng lương cho mày, 5 năm nữa thì tăng lương cho mày, vui thì tăng lương cho mày. Mà số đông thì là như thế. Vậy câu hỏi đặt ra ở đây là tại sao chúng ta không tự quyết định cuộc đời mình? Tại sao chúng ta không quyết định mức thu nhập của mình? Tại sao chúng ta không quyết định đời sống của mình? Được chưa? Người khác người ta có thể làm được với mức thu nhập một tháng 50 triệu, 100 triệu, 300 triệu, 500 triệu, 1 tỷ một tháng. Câu hỏi đặt ra ở đây là người ta đi ăn cướp à? Không, không phải họ đi ăn cướp đâu. Được chưa? Và người ta làm được thì mình cũng làm được. Chả có lý do gì lại không làm được cả. Được chưa? Không biết thì nghèo bền vững thôi. Cảm ơn em Hồ Anh. Loa phường mình chỉ được cái nói đúng. Cảm ơn cô Trần Hằng. À, anh lên giao lưu với anh Lai đi. À, cảm ơn Trinh Trinh, tuyệt vời. Đấy, anh chị em nào muốn lên đây giao lưu, kể cả là những người phản biện. Được chưa? Lên đây giao lưu với em Lai. Được chưa? Những người bảo là nghi ngờ UST lừa đảo đa cấp, lên đây giao lưu. Cảm ơn Nguyễn Duyên. Em quyết rồi anh nhé. À, cảm ơn em Nguyễn Duyên nhá. Cảm ơn chị Nguyễn Đăng. Cảm ơn anh Lục Hoàn, cảm ơn Đỗ Yến Nhi, cảm ơn tất cả các anh chị em cô chú mình. Được chưa? À, dì nhà Nguyễn Duyên có thể lên chia sẻ câu chuyện là em đốt thuyền không nhỉ? Nguyễn Duyên có thể lên chia sẻ câu chuyện em đốt thuyền với mọi người không nhỉ? Cảm ơn Trần Văn Tạo, cảm ơn tất cả các anh chị em cô chú mình. À, mọi người thử nghĩ xem em Lai nó có đúng hay không? Có rất nhiều người người ta làm được một tháng 5.000 đô, 10.000 đô, 50.000 đô, thậm chí là cả 100.000 đô một tháng làm online. Vậy câu hỏi đặt ra ở đây là người ta là siêu nhân à? Người ta là thánh à? Người ta cũng người như chúng ta thôi. Được chưa? Người ta cũng là người giống như chúng ta thôi. Đấy, chẳng qua là họ biết trước. Đó, họ học hỏi. Họ ném bỏ cái tôi đi. Họ học hỏi, họ học hỏi hàng ngày. Thì họ làm được. Và họ làm được thì chúng ta cũng làm được. Không có lý do gì là chúng ta không làm được cả. Được chưa? Không có lý do gì là bảo là không làm được cả. Chúng ta làm người thật, việc thật, không vi phạm pháp luật. Chứ đâu có phải đi buôn bột sắn dây đâu mà lo. Đâu có phải đi trộm cướp đâu, lừa đảo đâu mà lo. Đâu có phải là đầu tư vào bất động sản Nhật Nam đâu mà lo. Được chưa? Đấy, câu chuyện nó chỉ có đơn giản như thế thôi. Và tại sao em lại cứ lên đây em live stream suốt ngày là vì như thế. Đấy,
Được chưa? Đã ai biết được là cái đất nước Việt Nam chúng ta trong năm 2023, người dân Việt Nam chúng ta bị lừa mất 16 tỷ đô la chưa? Và cái tiền lừa đó là ai lừa? Tiền nó đi đâu? Đúng không ạ? Thì mọi người tự biết. Nó có hàng trăm hàng nghìn cái dự án cơ mà. Từ đầu năm 2022 cho đến giờ luôn luôn em nói với mọi người rồi, ở đâu có tiền là ở đó có lừa đảo. Ở đâu có tiền là ở đó có lừa đảo mọi người ạ. Nhưng cũng phải nhấn mạnh với tất cả các anh chị em của chú mình, UST nó ở Việt Nam 8 năm qua chưa có ai bị lừa mất 1.000 một đồng nào cả. Chưa có ai bị lừa mất một xu nào cả. Được chưa? Cảm ơn chị Nguyễn Phú. Đó. Và cũng tại sao em lại không tham mưu cho mọi người là đầu tư 5 triệu cổ phần đi, 10 triệu cổ phần đi, 20 triệu cổ phần đi, mà em lại nói mọi người là đầu tư 200.000 cổ phần đi. 200.000 ai cũng có thể lo được. Công nhân lo được, nông dân lo được, chạy xe ôm lo được, phụ hồ lo được, công nhân viên chức lương thấp từ 3 đến 10 triệu cũng có thể lo được. Ai cũng có thể lo được. Trước khi mà làm giàu chúng ta cần phải tính cái câu chuyện là đi từ nhỏ đến lớn. Mình mèo bé thì bắt chuột con thôi, đúng không ạ? Lấy không có tiền tỷ thì có tiền chục, không có tiền chục thì có tiền triệu, vài triệu. Kiến tha lâu thì cũng sẽ đầy tổ. Và có ít còn hơn không có tí nào. Có ít còn hơn không có tí nào. Được chưa? Lúc em mới biết đến UST nhờ anh live stream mà em hiểu UST nhiều hơn. Giờ em mục tiêu 10 triệu cổ phần. Cảm ơn em Nguyễn Trinh. Quá tuyệt vời. Chúc cho em Nguyễn Trinh sẽ sớm đạt được mục tiêu kế hoạch 10 triệu cổ phần sớm nhất. Đó, mọi người ạ. Em chào anh Cấn Trung Lai tỷ phú. Cảm ơn anh Phan Thanh Hưng. Họ không chịu tìm hiểu mà cứ ngồi phán xét và họ sợ hãi. Không à, cảm ơn chị Nguyễn Phú. Em cũng phải cảm ơn cả những người nào nghi ngờ về tập đoàn UST này. Cảm ơn cả những người lắc đầu với tập đoàn UST này. Nếu như ai cũng đón nhận ngay, ai cũng gật đầu ngay, thì cái cơ hội này nó về Việt Nam từ năm 2016 đến năm 2022 có còn không? Làm sao mà còn được? 6 năm ở đất nước Việt Nam chúng ta, 100 triệu dân, làm sao mà còn được? Chính vì những người bỏ qua, chính vì những người chưa tin, chính vì những người chưa góp vốn, chính vì những người chưa biết, thì thằng Lai mới có được tí cổ phần chứ. Mới có được tí cổ phần bắt đầu mới hoành hoang được chứ. Được chưa? Đó, và khi em có cổ phần rồi, em hiểu một cách đơn giản, ngắn gọn thôi. Cuộc đời này chúng ta có cần tiền không? Cần, rất cần. Được chưa? Rất cần. Ai mà chẳng cần tiền. Đó. Và khi chúng ta nắm giữ cổ phần doanh nghiệp, tức là chúng ta đang là gì ạ? Dùng đồng tiền của chúng ta làm công nhân cho mình, đi thuê người khác làm việc, mua sức khỏe của người khác, mua thời gian của người khác, mua trí tuệ của người khác, hay còn nói cách khác là dùng đòn bẩy thời gian, trí tuệ, sức khỏe của người khác. Phải có ông chủ, phải có người đầu tư thì mới có doanh nghiệp, mới có tập đoàn, mới có công ăn việc làm cho công nhân. Chứ nếu mà ai cũng an toàn, ai cũng muốn tôi đi làm công nhân, tôi đi làm công nhân, 100 người đi làm công nhân hết, thế thì ai làm chủ? Ai đầu tư? Có đúng chưa? Tất cả đi làm công nhân hết thì ông Phạm Nhật Vượng ông cũng nhảy ra ông tao đi làm công nhân để cho nó lành. Thế thì ai làm ông chủ? Có đúng không? Phải có người làm ông chủ thì mới có việc cho công nhân làm. Đấy, câu chuyện nó chỉ đơn giản có thế thôi. Chúng ta được quyền lựa chọn. Một thì làm ông chủ, hai thì làm công nhân, một thì làm bà chủ, hai thì làm công nhân. Được chưa? Một thì tự quyết định mức thu nhập của mình, hai thì để người khác quyết định. Bạn lương bao nhiêu một tháng? Người khác quyết định. Trình độ của bạn gần đây lương 5 triệu, trình độ của bạn gần đây lương 8 triệu, trình độ của bạn gần đây lương 10 triệu. Được chưa? Tại sao chúng ta không tính cái câu chuyện là tôi tự quyết định mức thu nhập của mình? Tại sao? Tại sao không dám nghĩ đến điều đó? Tại sao người khác người ta có thể kiếm được hàng chục tỷ, hàng trăm tỷ, hàng nghìn tỷ mà mình lại không dám nghĩ? Nào, mọi người thử nghĩ xem em like nói có đúng không? Người khác người ta có thể kiếm được hàng tỷ đô. Hàng tỷ đô cơ, chứ không phải hàng tỷ tiền Việt. Hàng tỷ đô. Vậy tại sao chúng ta không đặt câu hỏi là tại sao họ làm được? Họ làm bằng cách nào? Họ học ở trường nào ra mà họ giỏi thế? Thầy nào dạy đấy mà giỏi thế? Chúng ta phải đặt ra câu hỏi chứ. Họ làm bằng cách nào thì mình học theo, mình bắt chiếc. Đơn giản là thế thôi đúng không? Họ làm thế nào, họ học ở đâu thì mình học bắt chiếc thôi.
sách rất nhiều, video YouTube rất nhiều, TikTok rất nhiều, rất nhiều miễn phí luôn á. Quan trọng là chúng ta có dành thời gian ra để học hay không thôi. Được chưa? Bảo mua sách thì còn bảo tôi tốn tiền một cuốn 50.000, 200.000, nó tốn tiền. Thì còn bảo là tôi tiếc tiền tôi không mua. Em đồng ý. Nhưng mà vào YouTube này có mất tiền không? Không. Vào TikTok đây, bấm vào sách dạy làm giàu đây, bấm vào nghe miễn phí. Hết tập này sang tập khác có mất tiền không? Không. Nhưng ít người chịu nghe, ít người chịu học. Đúng không ạ? Và số đông là thích an toàn. Thôi, em làm thế này được rồi, đủ ăn rồi, đủ tiêu được rồi. Đấy, số đông là nghĩ như thế. Số đông không dám nghĩ là tôi làm một năm tôi có thể kiếm được 500 triệu. Tôi làm một năm tôi có thể kiếm được 2-3 tỷ. Tôi làm một năm tôi có thể kiếm được chục tỷ. Không dám nghĩ thì lấy đâu mà dám làm. Không dám nghĩ thì sẽ không bao giờ dám làm. Được chưa? Muốn an toàn mà. Thôi, anh có ít tiền anh mang vào ngân hàng anh gửi cho nó chắc. Chị có ít tiền chị mang vào ngân hàng chị gửi cho nó chắc. Đấy là mọi người nghĩ cho nó chắc. Nhưng mà với em Lai thì nó lại khác. Và với rất nhiều người khác nó lại khác. Đúng không ạ? À, bạn giàu có nói phép có người tin. Không tiền nói thật họ cũng chả quan tâm. À, cảm ơn chị Nguyễn Hương Việt. Đúng vậy. À, tuyệt vời quá đúng không ạ? Người thành công họ nói cái gì cũng là lẽ phải. Đó. Mọi người thử nghĩ mà xem. Ví dụ như giờ ông gì ạ? Ông tỷ phú Elon Musk, ông ấy giàu nhất thế giới đây. Ông ấy nói cái gì cái nó cũng giống như là cái đấy là chính xác, kiểu như vậy. Được chưa? Hay còn gọi là gì nhỉ? À, có một cái câu người Việt Nam chúng ta các cụ để lại đó là vai mang túi bạc kè kè, đúng không ạ? Vai mang túi bạc kè kè, nói quấy nói quáng. Cái gì? Người nghe ầm ầm, đúng không ạ? Đấy, tức là khi mà người ta thành công, người ta giàu có, người ta nói thì số đông người ta sẽ tin. Đấy. Và cũng có rất nhiều người bảo em Lai có một cái tư duy thế này này. À, chờ đi, chú thành công đi rồi anh theo. Em thành công đi, em giàu đi, rồi chị theo. À, còn có những người lại bảo thế này chứ. À, mày giàu chưa mà mày dạy người khác làm giàu. Mày giàu chưa mà mày chỉ cho người khác làm giàu. À, thế đấy thì mọi người cứ nghĩ như thế. Cho nên là cái tư duy, cái tôi to quá. Được chưa? Cái tôi to quá. Cứ nghĩ là mình học đại học xong là mình giỏi, đủ giỏi rồi. Cứ nghĩ là mình có bằng cao học xong là mình thừa kiến thức. Làm gì có cái câu chuyện đấy. Được chưa? Ví dụ một người nào đó học đại học y ra, đúng không ạ? Chuyên ngành y ra. Thì người ta có giỏi chứ, giỏi lĩnh vực y thôi chứ. Nếu mà giờ bảo là ôi giời, tính giúp em xem là một cái nhà là 30 mét vuông là xây hết bao nhiêu viên gạch, khoảng bao nhiêu bao xi, hết khoảng bao nhiêu khối cát, hết khoảng bao nhiêu cây sắt, hết bao nhiêu viên ngói, hết bao nhiêu mét tôn, tính thế nào được? Nó trái cái là giống như là gà mờ ngay. Được chưa? Trái miếng cái là gà mờ ngay. Chứ kiến thức nó là cả một sa mạc cát cơ mà. Nếu chúng ta có làm cái gì đó, chúng ta giỏi ở cái lĩnh vực của chúng ta thôi. Đúng chưa? Đấy. Chào tỷ phú Lai và cả nhà mình nhé. Cảm ơn chị Mùng Phiến. Cảm ơn Nguyễn Công Kiyosaki. Cảm ơn Nguyễn Công. Nếu em thành công anh em còn cái nịt. Cảm ơn. Cảm ơn em Trinh. À, để chờ thành công rồi mới theo thì hết cơ hội rồi anh ơi. À, cảm ơn Phan Thanh Hưng. Vẫn còn cơ hội nhưng mà cơ hội đi làm công nhân. À, ví dụ mai mốt tập đoàn nghỉ huy động vốn rồi, đúng không ạ? Tập đoàn vẫn cần công nhân mà. Tập đoàn còn đang ký kết hợp tác với toàn thế giới. Tất cả các trường đại học trên thế giới. Đấy, cần một lượng công nhân rất là lớn. Cần thêm cả kỹ sư, cần thêm cả những người có trình độ. Đấy. Và kế hoạch làm việc của tập đoàn cả thế giới. Và nếu như ai đã tìm hiểu về tập đoàn thì mọi người sẽ thấy là cả thế giới này hợp tác với tập đoàn. Vậy một cái tập đoàn mà được cả thế giới này hợp tác thì nó khổng lồ như thế nào? Cả thế giới này có cần nhà để ở không? Rất cần. Cả thế giới này có cần giao thông không? Rất cần. Đúng không ạ? Cả thế giới này có cần mùn vi sinh để mà dùng cho nông nghiệp hay không? Rất cần. Cả thế giới này có cần đến motor điện không? Rất cần. Cả thế giới này có cần đến kính đa năng không? Rất cần. Vậy câu hỏi đặt ra ở đây là thế thì khi họ cần thì họ phải bỏ tiền ra chứ? Họ cần thì họ bỏ tiền họ mua chứ?
họ mua thì lợi nhuận nó đi đâu? Lợi nhuận nó trở về những người nắm giữ cổ phần như anh chị em cô chú chúng ta. Đấy, đơn giản có thế thôi, có gì phức tạp đâu. Nếu như mà tập đoàn này người ta tuyển công nhân viên vào làm ấy, thì có thể người dân Việt Nam chúng ta 100 người ứng tuyển khéo nó phải trượt đến 99 người không đạt tiêu chuẩn để vào làm. Tại sao thế? Là ví dụ ông có biết tiếng Nga được chưa? Ông học ở cái trường nào ra, chuyên ngành nào, khoa học nào, trường nào đào tạo ông, bằng thật hay bằng giả, có kinh nghiệm hay chưa, hay ông chỉ biết có mỗi tiếng Việt thôi, được chưa? Vì sao thế ạ? Vì công nghiệp Việt Nam chúng ta vẫn còn đang là một đất nước lạc hậu về công nghiệp. Lạc hậu về công nghiệp, được chưa? Luyện kim Việt Nam chúng ta, nếu mọi người không tin, mọi người có thể là bấm vào Google xem có đúng không. Luyện kim Việt Nam chúng ta còn thua thế giới rất là xa. Đấy, thua xa thế giới luôn. Đấy, thế thì có phải là ví dụ như tập đoàn UST này người ta tuyển là gì ạ? Kỹ sư. Kỹ sư vào trong tập đoàn, thì người dân Việt Nam chúng ta ứng tuyển vào 100 người không đi trượt đến 99 người. Thế thì khi mà chúng ta được nắm giữ cổ phần này, chúng ta là ông chủ, có cần phải bằng cấp không? Không. Có cần phải là tuổi đời sức khỏe không? Không. Đấy, đơn giản mà, ai cũng tham gia được mà. Cụ già 90 tuổi, 100 tuổi còn tham gia được. Trẻ con mới có cái giấy khai sinh cũng tham gia được. Người tàn tật tàn phế cũng tham gia được. Người điếc, người mù cũng tham gia được. Nào, còn cái cơ hội nào tốt hơn không? Nào mọi người thử nghĩ xem, còn ở trên thế giới này còn cơ hội tốt hơn không? Nếu như mà cơ hội nó không tâm huyết như thế, nó không tốt như thế, thì em cũng chả tâm huyết với cái tập đoàn này nào. Quá tâm huyết luôn. Được chưa? Quá tâm huyết luôn. Và chia sẻ cho mọi người, chỉ mong cho mọi người giàu thôi. Được chưa? Người Việt Nam chúng ta không giàu thì thế giới người ta cũng đầu tư mà, người ta cũng gom hết mà. Và người ta gom hết cổ phần thì người dân Việt Nam chúng ta, con cháu chúng ta lại đi làm công nhân, lại trở thành khách hàng thân thiết, trung thành, mua sản phẩm của họ, làm giàu cho họ. Làm giàu cho họ chính trên quê hương của mình thì nó còn đỡ, nhưng mà còn phải đi sang tận nơi để làm giàu cho họ trên quê hương của họ, nó mới lại còn mệt nữa. Đúng không ạ? Cảm ơn anh Trần Liêm, cảm ơn chị Bằng Lăng Tím, cảm ơn chị Trương Lan, chị chào em Lai tỷ phú UST được truyền năng lượng cho tất cả mọi người đồng hành cùng UST. Cảm ơn chị Trương Lan, cảm ơn tất cả các anh chị em cô chú mình. Em chỉ mong sao mai mốt tập đoàn nghỉ huy động vốn lúc nào đó, đi đến đâu cũng gặp người Việt Nam chúng ta có cổ phần. Đừng ai nói với lại là em Lai là ngày ý tôi biết đấy, nhưng mà tôi tiếc quá chú ạ. Chồng tôi không cho đầu tư, vợ tôi ngăn cản, con tôi ngăn cản, đồng nghiệp của tôi ngăn cản, bạn bè của tôi ngăn cản, hàng xóm của tôi ngăn cản, TV nói thế này, đài báo thế nói thế kia, cho nên tôi sợ, tôi không dám đầu tư. Đừng ai nói với em cái lý do, những cái lý do như thế. Được chưa? Một cái mỏ vàng lộ thiên 10 năm nay trên toàn thế giới rồi. Lộ thiên trên toàn thế giới chứ không phải là lộ thiên ở Việt Nam, lộ thiên trên toàn thế giới. Vậy không quan tâm thì quan tâm cái gì? Một cái mỏ vàng mà chúng ta muốn vác bao nhiêu, muốn khiêng bao nhiêu, muốn có bao nhiêu, chúng ta được quyền quyết định. Muốn giàu bao nhiêu thì tự sở hữu cổ phần bấy nhiêu. Được chưa? Có ai ngăn cấm không? Không. Chả có ai ngăn cấm cả. Nhưng cái đấy nó chỉ có tại tại ngay lúc này thôi. Chứ còn mai mốt nó hết, hết rồi thì lấy đâu ra? Mai mốt hết rồi có tiền chạy theo không mua được. Mà giả sử có tiền chạy theo mua được đi thì phải trả một cái giá rất đắt, siêu đắt luôn. Đúng không ạ? Đây em lấy ví dụ thế này xem có đúng không. 80.000 cổ phần ngày hôm nay trả góp hoặc trả thẳng chỉ có là 1.000 đô la thôi, tương đương với 25 triệu tiền Việt. Trả góp 5 tháng, mỗi tháng 5 triệu, trả thẳng một lần 25 triệu, được 80.000 cổ phần. Đối ứng 80.000 cổ phần đó tương đương với 2 tỷ Việt Nam đồng. Ví dụ lên sàn khoảng 5 đô thôi, 8 năm 40 có phải là 400.000 đô không? 8 năm 40, 400.000 đô, 400.000 đô nhân với 25, 42 là 8, 45 20, 20 tỷ Việt Nam đồng. Vậy câu hỏi là khi lên sàn giả sử nó chỉ 5 đô thôi, cả cái đất nước Việt Nam chúng ta 100 triệu dân, ai dám bỏ ra 20 tỷ để mua 100.000 cổ phần? Cứ giả sử là chúng ta có tiền để chúng ta mua đi,
100.000 cổ phần đi, với giá 5 đô đi, 20 tỷ đi. Chúng ta ngồi chờ bao nhiêu năm để chiêu cổ tức gỡ lại 20 tỷ tiền gốc đầu tư ra? 1 năm, 2 năm, hay 5 năm, hay 10 năm? Gỡ lại 20 tỷ đó. Mọi người có hiểu ý em không ạ? Vậy tại sao chúng ta không mua cái hạt giống ngay ngày hôm nay đi? Đúng không ạ? Mua cái miếng vải ngay ngày hôm nay đi. Đợi người ta may cái áo xong rồi thì đương nhiên cái áo nó phải đắt hơn là mua miếng vải chứ. Mua cái hạt giống đương nhiên nó phải rẻ hơn là mua nguyên cả cái cây gỗ chứ. Đúng chưa? Đấy, đấy là cái câu chuyện. Được chưa? Đấy là câu chuyện. Và số đông thì người dân Việt Nam chúng ta thu nhập thấp mà. Thu nhập thấp. Thì thu nhập thấp thì nó dẫn đến là không có tiền dư nhiều, không có tiền nhàn rỗi nhiều. Đúng không ạ? Và khi thu nhập thấp rồi thì chúng ta sẽ sống ở trong một cái vòng đó là chỉ dám mơ thôi. Thấy ô tô đẹp chỉ dám mơ thôi. Chỉ dám nghĩ thôi. Thấy biệt thự đẹp cũng chỉ dám mơ thôi. Mơ thôi thì làm sao mà có ô tô để đi? Mơ thôi thì làm sao mà có biệt thự để ở? Mơ thôi thì làm sao mà có vài tỷ, vài chục tỷ gửi ngân hàng để có tiền gọi là tiêu hàng ngày được. Được chưa? Mơ nhưng mà nó phải đi đôi với có cơ hội là tôi phải nhảy vào tôi tìm hiểu. Đấy, chú Lai ơi, chú chỉ cho tôi xem cái này nó có thật hay không. Tôi lo lắng ở cái chỗ này này. Tôi lo lắng ở chỗ kia này. Hay là chú Lai ơi, tôi chỉ có 3 triệu thôi thì tôi đầu tư có được không? Tôi chỉ có 1.3 triệu thôi thì mua được bao nhiêu cái cổ phần à chú Lai? Mình phải dám mở mồm ra để hỏi. Đúng không ạ? Chứ còn cứ vỗ ngực cái bố đây biết hết rồi. Cái này anh lạ gì, cái này chị lạ gì. Toàn là cái tôi to hơn cái đình. Khôn hết của người khác. Khôn hết của thiên hạ. Nhiều người khôn hết của thiên hạ. Em đăng lên nhật ký 2 năm nay rồi mà người ta còn chả thèm quan tâm. Mọi người ạ, khôn hết của thiên hạ mà. Đấy. Cứ cái kiểu tôi biết rồi ấy. Đấy. Thế thì thôi, thế thì thua. Thế thì thua. Được chưa? Thà là tôi chưa biết gì. Tôi mở ra, anh Lai ơi, em nghe TV nói đa cấp lừa đảo này anh Lai. Được chưa? Em nghe TV an ninh nó nói là đa cấp lừa đảo này anh Lai. Thế. Em đưa thông tin cho mọi người tìm hiểu. Mọi người đã tìm hiểu về thông tin của đài của Nhật nó nói chưa? Đã tìm thông tin về đài của Dubai nói chưa? Đã tìm thông tin của đài của Mỹ nói chưa? Đã tìm thông tin của đài Trung Quốc nói chưa? Đài Ấn Độ nói chưa? Đã bao giờ đặt câu hỏi là cái thằng nhà báo viết báo ở Việt Nam ấy, nó lấy thông tin ở đâu chưa? Nó lấy video hình ảnh ở đâu chưa? Được chưa? Mình phải đặt ra những câu hỏi chứ, mình phải đặt mình vào người khác. Nào, mày viết bài thì mày lấy thông tin ở đâu? Mày phỏng vấn ai? Được chưa? Rồi mày chụp mũ người ta có tội, tại sao mày không nói mẹ là công an bắt hết chúng nó nhốt nó lại? À, đúng không ạ? Khi mà đã khẳng định người khác có tội thì báo công an bắt hết nhốt nó lại chứ làm gì mà để chúng nó hoành hành 8 năm ở cái đất nước 100 triệu dân. Thế thế giới ông Dubai bắt luôn đi chứ còn gì nữa để làm cái gì? Đúng không ạ? Mình hãy đặt ra những câu hỏi như thế. Cái tập đoàn này nó lừa đảo mà nó lừa luôn được cả ông Putin. Đúng không ạ? Lừa luôn được cả ông Đức Đạt Lai Lạt Ma. Lừa luôn được cả các doanh nghiệp đầu đàn của Mỹ, trong đó có tỷ phú Elon Musk. 8 năm qua, 10 năm qua nó lừa toàn cầu. Lừa được cả ông Ấn Độ, chuẩn bị lại xây cả văn phòng ở bên Ấn Độ. Đấy. Nào, mọi người thử đặt ra, nghĩ ra câu hỏi đi, xem có đúng không. Lừa được cả hãng xe Kamaz của Nga. Đơn giản thế à? Đây nó không phải câu chuyện này, không phải là tập đoàn này, không phải của Việt Nam chúng ta vẽ ra đâu. Được chưa? Cho nên là chúng ta hãy nhìn thông tin, nghe thông tin thì chúng ta hãy nhìn một cách đa chiều. Hãy nhìn ở một cách khách quan. Đừng tin báo chí quá. Đừng phụ thuộc quá vào một nguồn thông tin. Vì sao ạ? Vì bản thân báo chí cũng đã làm mất cơ hội của rất nhiều người dân Việt Nam chúng ta mà. Ví dụ như ngày xưa TV đài báo cũng nói là gì ạ? Đầu tư vào cổ phần Uber Grab là mất tiền. Đấy, mất tiền đâu? Đầu tư vào Bitcoin, mất tiền. Đâu mất tiền đâu? Đầu tư vào cổ phần của Facebook, mất tiền. Đấy, nào, bao nhiêu cơ hội người dân Việt Nam mất khối cơ hội đấy. Đấy, thà đừng xem TV thì lại còn khối được, tiết kiệm được khối tiền. Thà đừng xem TV thì lại không biết bất động sản Nhật Nam thì mọi người lại không mất tiền. Thà đừng xem TV thì lại không biết được là cổ phiếu FLC thì lại cũng không mất tiền. Thà đừng xem TV thì lại cũng không là gì ạ, biết được là các chương trình sắt tanh được kêu gọi vốn ở trên TV thì là cũng không biết sắt thủy cũng không mất hàng trăm nghìn tỷ. Đúng chưa? Cũng từ xem TV cho lắm vào mới mất tiền đấy chứ. Rồi chưa tính cái câu chuyện là một tháng mất 300.000 tiền điện. Một năm 12 tháng là mất 3.6 triệu tiền điện.
10 năm là hết 36 triệu tiền điện. Và 50 năm thì mọi người nhiều quá em không tính được đâu, mọi người tự tính giúp em đi. 50 năm xem tivi là tiền riêng cái tiền điện không là hết khối đó. Chưa tính là truyền hình cáp rồi còn các kiểu nữa. Wi-Fi nữa. Lại còn mất cả thời gian ngồi xem nữa. Đúng không ạ? Sau lại còn phải thay đổi tivi, lại lâu lâu xét nó đánh cho phát lại còn phải đi sửa tivi. tốn khối tiền rồi đấy. Được chưa? Nó lương 5 triệu lấy tiền đâu mà 100 triệu sang viết bài. Cảm ơn Nguyễn Trinh. Cảm ơn Thành Lộc. Cảm ơn Lê Hữu Thọ. Cảm ơn tất cả các anh chị em của chúng mình đã vào nghe livestream của em live. Phương Văn Ninh, cảm ơn Phương Văn Ninh. Em chia sẻ đúng hơn, cảm ơn Phương Leo. Cảm ơn tất cả các anh chị em của chúng mình. Đó. Đấy, em nói là em nói thẳng luôn, đơn giản lắm. Và tại sao em tâm huyết thì xin chia sẻ với mọi người như thế này, xem mọi người có thấy em nói tâm huyết là có đúng không nhá. Em chưa bao giờ dám ước mơ cuộc đời mình có 1 triệu đô la Mỹ. Hơn 40 tuổi, chưa bao giờ dám ước mơ mình có tài sản 1 triệu đô la Mỹ. Nhưng mà biết đến UST em chỉ mất có 45 ngày là em có tài sản triệu đô rồi. Triệu đô rồi. Vậy câu hỏi đặt ra ở đây là khi mình có tài sản 1 triệu đô la Mỹ thì mình đã vào ngay nhóm 1% giàu có nhất thế giới. Cụ thể đó là tính đến thời điểm này trên thế giới này có hơn 8 tỷ người thì những người có tổng tài sản lớn hơn 1 triệu đô la Mỹ mới chưa vượt ngưỡng 70 triệu người, chưa vượt ngưỡng 1% dân số thế giới. Đấy là con số có thật. Tính đến thời điểm này, hơn 8 tỷ người, những người có tổng tài sản lớn hơn 1 triệu đô la Mỹ chưa vượt ngưỡng 70 triệu người. Vậy em có tài sản 1 triệu đô la Mỹ em có vui không? Vui lắm. Rất vui. Chưa hết câu chuyện, chưa dừng ở đấy. Nếu như em cứ tạm tính thôi, 1 năm 1 triệu cổ phần của em mang về tiền chia cổ tức 10%. 1 triệu đô la Mỹ tương đương với 25 tỷ. 1 năm 10% của 25 tỷ thì em sẽ nhận về khoảng 2 tỷ rưỡi tiền chia cổ tức. 2 tỷ rưỡi chia cho 12 tháng thì mỗi tháng em sẽ nhận về khoảng 200 triệu. Đúng chưa? Và một cái gia đình khoảng từ 5 đến 10 người thu nhập một tháng khoảng 200 triệu. Mọi người có vui không? Vui, rất vui. Có hài lòng không? Có người hài lòng, có người không. Nhưng đấy là em đang tạm tính con số nhỏ nhất. Và em hài lòng, em cảm thấy rất là vui. Vì từ lúc 15, 17, 20 tuổi cho đến lúc 40 tuổi, mình không thể làm ra khối tài sản lớn như thế được. Nhưng biết đến UST em chỉ mất có 45 ngày. Quá vui mọi người. Và em thấy hạnh phúc khi biết đến cổ phần UST. Được chưa? Và em mang cái cơ hội này ra để nói với mọi người, chia sẻ với mọi người. Nói đấy mọi người là em làm như thế đấy. Được chưa? Em làm như thế đấy. Chỉ đơn giản có thế thôi. Đó. Và khi mọi người cũng hiểu giống em lai thì mọi người nắm giữ cổ phần nhiều hay ít là do nhu cầu của mỗi người khác nhau, năng lực của mỗi người khác nhau. Đúng không ạ? Nếu như mà năng lực của em mà nhiều á, xin thưa với mọi người á, em chả có nói với ai cả, mình em ôm hết. Được chưa? Ôm hết luôn. Đó. Có bao nhiêu cổ phần là em ôm hết. Nhưng mà năng lực của mình nó giới hạn. Đúng không ạ? Mèo bé thôi, bắt chuột con thôi. Lại còn trâu chậm. Đấy, uống nước đục. Người ta trên thế giới người ta biết đến nó từ năm 2014. Mà đến tận năm 2022 em mới biết cả thế giới này, trong đó có Việt Nam, người ta đánh chén 8 năm rồi. Người ta đánh chén 8 năm rồi mà mình mới biết. Đúng không ạ? Đấy, cho nên là em hỏa tốc, thần tốc. Bán ô tô đi, bán ô tô. Bán đồ nghề đi, bán đồ nghề, bán đất đi, bán đất. Nào, nắm giữ cổ phần doanh nghiệp. Xong chưa? Xong. Với yên tâm, mới yên tâm. Đấy, với yên tâm cái câu chuyện đó và bắt đầu mới làm live stream chia sẻ cho mọi người. Nếu như mọi người cũng lo lắng mất tiền thì mọi người đừng tham gia. Mọi người sợ mất thì đừng tham gia. Không có niềm tin vào tập đoàn đừng tham gia. Nhưng nếu mọi người thấy đây là một tập đoàn có thật thì mọi người hãy tham gia. Mà tham gia với bao nhiêu là do nhu cầu của mỗi người khác nhau. Có những người cả cuộc đời người ta chỉ mơ ước có 500 triệu thôi. Có những người cả cuộc đời người ta chỉ mơ ước có 1-2 tỷ thôi. Có những người cả cuộc đời chưa bao giờ dám mơ ước có 1-2 tỷ. Được chưa? Cũng giống như em Lai thế thôi. Nếu như làm công việc truyền thống, em không bao giờ ước mơ mình có, không bao giờ dám ước mơ luôn mình có tài sản khoảng 1 triệu đô, khoảng 25 tỷ. Không bao giờ dám ước mơ luôn.
Được chưa? 40 tuổi làm không có cái cơ sở gì để bảo là mình làm cái gì mà dám ước mơ có 25 tỷ, nhưng biết đến cổ phần UST này thì em có thể làm được. Được chưa? Mình có thể dùng đòn bẩy IPO, dùng đòn bẩy tài chính, dùng đòn bẩy thời gian của người khác, dùng đòn bẩy trí tuệ của người khác. Đúng không ạ? Người khác người ta làm được và người ta làm hàng trăm năm rồi. Trên thế giới này người ta đầu tư vào cổ phần doanh nghiệp này hàng trăm năm rồi, lịch sử hàng trăm năm rồi. Đúng không ạ? Ví dụ câu chuyện của ông Lý Gia Thành. Lý Gia Thành đúng không ạ? Lý Gia Thành. Người gốc Trung Quốc đúng không ạ? Đầu tư vào cổ phần ứng dụng của Zoom. 40 triệu đô la. 40 triệu đô la. Sau 7 năm thì ông ấy thu về tổng cộng là 11,7 tỷ đô. Đầu tư 40 triệu đô, sau 7 năm thu về 11,7 tỷ đô. Với cái lợi nhuận là 275%. Có nghĩa là ông ấy đầu tư 1.000 đô thì sau 7 năm ông ấy thu về là 275.000 đô. Và em đã tự nhân thử thì em thấy thế này. Sau 7 năm ông ấy đầu tư là 24 triệu Việt Nam đồng, ông ấy thu về 6,6 tỷ. Câu chuyện đó nói ra có ai tin không? Rất ít người tin. 95% là người ta sẽ không tin. Nhưng nó còn ở trên Google đấy. Mọi người có thể bấm Google phi vụ đầu tư của Lý Gia Thành. Đó, phi vụ đầu tư vào cổ phần ứng dụng Zoom của Lý Gia Thành. Xem em nói có đúng hay không? Được chưa? Đầu tư có 1.000 đô thành 275.000 đô. Đầu tư có 1 triệu đô thành 275 triệu đô. Vậy có đáng để cho chúng ta học hỏi không? Có đáng để cho chúng ta quan tâm không? Đúng không? Đấy, đấy nó là người thật, việc thật, lịch sử còn đó. Đấy, tại sao chúng ta không quan tâm? Tại sao chúng ta học hỏi những người tài giỏi như thế? Học ai? Đúng không? Cứ tìm những người học người ta thành công, tài giỏi mà học theo mà làm. Chào em Lai, đẹp trai tỷ phú cùng cả nhà UST nhé. Cảm ơn anh Lê Quang Tuấn. Cảm ơn chị Nguyễn Mai, xin chào em Lai, tỷ phú. Cảm ơn chị Nguyễn Mai. Cảm ơn Vika Bonnie. Có cái tên hay quá. Cảm ơn Vina Bonnie, cảm ơn chị Ngô Tính. Đó. Em chỉ thấy là mình là người may mắn. 8 tỷ người mình là người may mắn. 100 triệu dân mình cũng lại là người may mắn. Thậm chí cả dòng họ nhà mình là người may mắn. Trong tất cả hàng trăm hàng nghìn người bạn của mình cũng là người may mắn. Được chưa? Em cũng có hàng trăm hàng nghìn người bạn. Anh em bạn bè ngoài xã hội, hàng trăm hàng nghìn người. Nhưng rất ít người họ quan tâm đến cổ phần doanh nghiệp. Rất ít người người ta dành thời gian để người ta tìm hiểu. Được chưa? Và số đông những nhà đầu tư của em trên mọi miền tổ quốc Bắc, Trung, Nam, Tây Nguyên hay kể cả người Việt Nam đang sinh sống ở nước ngoài. Thì số đông 100 người thì chiếm đến 95 người là những người xa lạ, chưa gặp bao giờ. Chưa gặp bao giờ. Toàn gặp ở trên Internet thôi, toàn gặp ở TikTok, YouTube, Facebook, toàn gặp ở online thôi. Được chưa? Đấy, câu chuyện em kể đơn giản với mọi người thôi. Và tại sao mọi người cần phải ứng dụng làm sao để chúng ta có thể dùng chính cái mạng xã hội để chúng ta làm giàu kiếm tiền. Dùng chính cái điện thoại của mình để làm giàu kiếm tiền. Một câu nói mà em rất là thích đó là của cái ông gì ạ? Ông ấy nói một cái câu đó là trong 5 đến 10 năm tới nếu như bạn không kinh doanh trên Internet thì tốt nhất là bạn đừng kinh doanh. Đừng kinh doanh nữa. Tại sao thế ạ? Bây giờ người ta bán đất ở trên Internet, bán ô tô ở trên Internet, bán quần áo ở trên Internet, bán cơm ở trên Internet, bán băng vệ sinh, bông máy tay ở trên Internet, bán trái cây, bán thịt, bán cá, bán các kiểu ở trên Internet. Vậy tại sao chúng ta không bán ở trên Internet? Tại sao chúng ta không làm giàu ở Internet? Gần như cái gì có thể mua bán được ở ngoài kia thì đều có mặt ở trên mạng xã hội Internet hết. Được chưa? Đất nước Việt Nam chúng ta 100 triệu dân thì trên 50% người dân Việt Nam chúng ta có tài khoản mạng xã hội. Đấy, đơn giản có thế thôi. Bây giờ người ta mua đất mà người ta còn mua trên mạng xã hội cơ mà. Người ta mua mua ô tô, người ta mua ở trên mạng xã hội. Mua xe đạp, mua xe máy, người ta mua ở trên mạng xã hội, mua ở trên Internet. Đấy, cơ hội làm giàu tốt như thế, tại sao chúng ta không làm? Được chưa? Cảm ơn anh Biên Tần. Cảm ơn anh Phan Quang Hưng. À, hay đấy, cảm ơn anh Phan Quang Hưng. Đấy, và tại sao em lại tâm huyết với tập đoàn này thì em lại nói thêm với mọi người như thế này.
Giả sử em có 1 triệu cổ phần, tài sản của em bé nhất là 1 triệu đô, 25 tỷ. Đấy. Nhưng lên sàn 10 đô thì đâu có phải đơn giản chứ. Lên sàn 10 đô em có 250 tỷ đấy. Đấy, được chưa? Lên sàn 10 đô là em có 250 tỷ đấy mọi người. Đừng có đùa. 250 tỷ. Thì một người dân Việt Nam chúng ta đi làm bao nhiêu đời để cho nó ra có 250 tỷ? Em tính trung bình là một cuộc đời con người ta đi làm ở đất nước Việt Nam chúng ta đi làm 40 năm thì sẽ có được khoảng 5 tỷ đồng. Vậy để có được 250 tỷ chúng ta phải có được khoảng 50 người. 50 người đi làm cả cuộc đời. Được chưa? Một cuộc đời đi làm được có 5 tỷ, một đời 5 tỷ mà. Thì có phải là 10 đời thì mới được là 50 tỷ. 50 đời, 5 năm 25 thì nó mới ra là 250 tỷ. Đấy, mọi người ạ. Thế thì câu chuyện có đơn giản không? Làm với UST này chỉ 1 năm thôi là bằng làm cả 100 năm. 100 năm luôn. Đấy, giờ trở lại cái câu chuyện là giả sử em có 1 triệu cổ phần lên sàn 10 đô thì là tổng cộng em có 10 triệu đô. Đúng không ạ? 10 triệu đô là 250 tỷ, đúng không ạ? 250 tỷ, giả sử tiền chia cổ tức cứ đều đều hàng năm đi, 10% trên năm, 250 tỷ để thu về 25 tỷ trên một năm. Mọi người chia giúp em đi, 3 đời mà cứ lãnh. Em chưa tính là tập đoàn nó phát triển lớn lên, cổ phiếu nó sẽ tăng giá, chia cổ tức sẽ được nhiều hơn. Được chưa? Em chưa tính đến câu chuyện đó, mà em chỉ tính gọi là tạm tính thôi. Một năm cứ chia 25 tỷ, 25 tỷ, 25 tỷ, 25 tỷ. Mình hết đời mình sang đời con, đời cháu mình. Có sướng không ạ? Sướng chứ. Chả có ai tên là tôi không thích tiền cả. Đúng không? Chả có ai tên là tôi thừa tiền cả. Quan trọng là chúng ta có hiểu chưa? Quan trọng là chúng ta đã hiểu câu chuyện là chúng ta nắm giữ cổ phần doanh nghiệp chưa? Được chưa? Đấy, câu chuyện nó chỉ có đơn giản có thế thôi. À, cứ mơ đi. À, tuyệt vời. Bao giờ tiền về túi mới chắc 30 chưa phải là Tết. À, cảm ơn Hoàng Thị Huệ. Đấy, có rất nhiều đồng ý với cái bình luận của Hoàng Thị Huệ. Tức là rất nhiều người bao giờ tiền về đến túi thì mới chắc. Xin thưa với Hoàng Thị Huệ, tiền về đến chú túi chưa tắc đâu, chưa chắc đâu. Kể cả là tiền về đến để ở trong két sắt, chưa chắc đâu. Đấy, đôi lúc cũng vì có tiền để ở két sắt mà nó đến nó dí dao và nó phải ói tiền ra đấy. Chứ đừng có nghĩ câu chuyện này, câu chuyện ở đời này là cứ có ở đâu có tiền là ở đó có lừa đảo. Mọi người ạ. Đấy. Nhiều người bảo cứ phải ăn vào trong mồm mà nó mới chắc. Ai mà ăn mà dính cái rau mà nó mới phun thuốc sâu thì khéo tí nữa lại còn đi viện. Được chưa? Nhiều người bảo tôi là phải tai nghe, mắt thấy, tay sờ. Thế giờ em hỏi mọi người là mọi người trả tiền wifi. Wifi nó là cái gì? Có nhìn thấy wifi không? Có sờ thấy wifi không? À, có thấy tai, có thấy nghe thấy wifi không? Không. Mọi người dùng điện, có sờ thấy điện không? Có nhìn thấy điện không? À, tai nghe đâu, có nghe thấy điện không? Mà vẫn phải trả tiền đấy thôi. Tôi là phải tai nghe, mắt thấy, tay sờ. À, nào giờ nghĩ lại xem, em nói có đúng không? Nào, tiền wifi ấy, trả tiền, nhà nào cũng xài wifi phải trả tiền wifi. Xài 4G phải trả tiền 4G. Thế có nhìn thấy 4G? Có sờ thấy 4G? Có nghe thấy 4G? Không mà, vẫn phải trả tiền đấy thôi. Đúng không? Đấy, câu chuyện hết sức đơn giản nó như thế thôi. Cuộc sống thì chúng ta có muôn hình muôn vẻ và kiến thức trình độ của mỗi người khác nhau. Kiến thức trình độ của mỗi người khác nhau, nhu cầu khác nhau. Được chưa? Tại sao có những người người ta nhìn thấy cơ hội là người ta sẵn sàng dành thời gian ra người ta tìm hiểu. Thậm chí là có những người đầu tư cả 3 tháng xong còn chưa thèm tìm hiểu. Tôi tin chú. Anh tin em, chị tin em, cô tin cháu. Họ đầu tư cả năm nay họ còn chưa tìm hiểu, họ còn sao giao tài khoản cho em lại. Đầu tư mười mấy ngàn đô giao tài khoản đến giờ còn chưa tìm hiểu. Giữ hết cả mật khẩu quản lý cho cô. Mọi người có tin không? Đấy, nhưng cũng có những người tìm hiểu không dám tìm hiểu luôn. Hoặc là tìm hiểu để tìm hiểu là tìm những thông tin trái chiều, âm thầm tìm hiểu. Xong là không phản biện. Gửi thông tin ra, chả thèm trả lời. Không thèm bảo là anh ơi, bạn ơi, cái này là tôi thấy TV nó nói lừa đảo, cái này nó nói đa cấp, cái này công an TV đã nói lừa đảo rồi. Mình phải có tư duy phản biện, mình phải đặt ra câu hỏi là TV, đài báo người ta nói lừa đảo,
ai lừa đảo ai, lừa bao giờ, đúng chưa? Có vi phạm pháp luật hay không? Giả sử có vi phạm pháp luật thì tại sao công an người ta không bắt bỏ tù hết đi? Mình phải có những cái tư duy phản biện ra thế, đúng không? Đi học để làm cái gì? Đi học để có kiến thức. Có kiến thức để làm cái gì? Có kiến thức để áp dụng vào cuộc sống. Chúng ta là công dân Việt Nam, chúng ta cũng là công dân toàn cầu, được chưa? Chúng ta là người Việt Nam, chúng ta được sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật của Việt Nam. Chúng ta được làm những việc mà pháp luật của Việt Nam không cấm. Có thế thôi. Đấy, được chưa? Phải là công nghệ 4.0. À, cảm ơn tất cả. Tối nay em livestream, tối nay có rất nhiều những vị khách đặc biệt nhưng mà cũng hơi ít, không có ai dám lên đây giao lưu với em live cả. Quả thật là cũng hơi tiếc. Thực tế thì em live rất mong muốn có rất nhiều những người có thể làm ở bên mảng công an càng tốt, hoặc là bên làm mảng luật sư càng tốt, có thể lên đây để mà vấn đáp. Đấy, thế thì khi chúng ta vấn đáp với những người mà người ta làm bên mảng công an ấy, hoặc luật sư ấy, thì nó rất dễ làm việc. Em chỉ cần hỏi đơn giản thôi. Ví dụ anh đang làm ở bên mảng công an, em hỏi là UST này nó có vi phạm pháp luật ở Việt Nam hay không? Chỉ cần đặt một câu hỏi đơn giản như thế thôi, được chưa? Còn nếu anh làm ở bên mảng luật sư thì chỉ cần hỏi một câu đơn giản, đó là: anh ơi, cho em hỏi là cảnh báo với nghiêm cấm nó có khác nhau hay không? Tại sao người ta không viết là nghiêm cấm mà người ta lại viết là cảnh báo? Hỏi đúng câu đơn giản thế thôi, được chưa? Đấy. Cảm ơn Vương Ngọc Quý. Đấy. Cảm ơn tất cả các anh chị em cô chú mình vào xem livestream của em live. Chúc cho tất cả các anh chị em cô chú mình trong năm 2024 sẽ là một năm đại thắng, đại thắng. Đấy. Nắm giữ cổ phần UST, chúng ta chắc chắn là sẽ giàu có khủng khiếp luôn. Đấy. Giàu có, siêu giàu có luôn, giàu có bền vững luôn. Không cần phải nhiều đâu, ít thôi cũng giàu rồi, được chưa? Ít thôi cũng giàu rồi. Ít nhưng mà chúng ta biết cách quản lý. Ít nhưng mà chúng ta biết cách quản lý thì nó còn hơn là cái người mà có nhiều nhưng mà không biết cách quản lý. Được chưa? Đấy, chứ đừng có nghĩ là tôi có 10 tỷ, 20 tỷ là tôi sẽ giàu suốt đời nếu không có cách quản lý, không có kiến thức tư duy quản lý, không có kiến thức đầu tư thì miệng ăn núi còn lở. Đúng không? Giàu bằng gì ạ? Giàu bằng công tử Bạc Liêu á. Lấy tiền mà nướng trứng còn có ngày trắng tay. Thế anh chị em cô chú mình ăn thua gì? Đúng không ạ? Cảm ơn anh Trịnh Viết Lưu. Chị chào em like tỷ phú nhé. Chị chúc em và cả nhà UST buổi tối tràn đầy năng lượng nhé. Cảm ơn chị Tô Phương Lý. Cảm ơn anh Nghĩa Cao. Cảm ơn Trinh Trinh. Giàu không lối thoát anh ạ. Cảm ơn Trinh Trinh. Chị ít quá em ơi, cảm ơn chị Nguyễn Mai, không sao, còn kịp thời gian chị ạ, còn kịp thời gian. Có cam kết 100% không anh, để em bán đất vào? Không em ơi, đừng bán đất, mà chắc gì em đã có đất để bán. Đấy, được chưa? Nếu mà em đã có tư duy mà đã dám bán đất để đầu tư thì chứng tỏ là em cũng là một người có tầm nhìn đấy, có tư duy, có tầm nhìn đấy. Được chưa? Em chia sẻ hay quá, tuyệt vời. Cảm ơn chị Nguyễn Hợp. Khi mọi người có cổ phần vào, ví dụ mọi người có cổ phần vào, mọi người tìm hiểu về tập đoàn ấy, mọi người thấy cái tập đoàn này tuyệt vời như thế này mà tại sao ngày này hôm nay tôi mới biết? Chắc chắn là như thế. Nếu như ai đó ngày hôm nay chưa có cổ phần, tìm hiểu về tập đoàn UST này sẽ đặt ra câu hỏi là tại sao một cái tập đoàn tốt như thế này, nó có mặt ở trên thế giới này 10 năm rồi, nó có mặt ở đất nước Việt Nam 8 năm rồi mà ngày hôm nay tôi mới biết. Chắc chắn điều đó. Chắc chắn điều đó. Được chưa? Mọi người hãy tìm hiểu về tập đoàn đi, rồi mọi người sẽ thấy. Đấy, hãy dành thời gian ra tìm hiểu về tập đoàn đi, rồi mọi người sẽ thấy em Lai nói đúng. Đấy, và lúc đó mọi người có cảm ơn hay không em không cần đâu, không cần mọi người cảm ơn đâu. Mọi người hãy làm giàu cho chính mình đi là em vui rồi. Đừng để thế giới người ta mua hết cổ phần. Làm sao để người dân Việt Nam chúng ta đấy sở hữu cổ phần. Đấy, người dân chúng ta giàu lên, đất nước chúng ta giàu lên, thế là vui rồi. Được chưa? Mọi người lo cho mọi người đi, mọi người không phải lo cho em đâu, tại vì em lo cho chính mình lâu rồi. Em lo cho chính mình chỉ mất có 45 ngày là xong nhiệm vụ rồi. Được chưa? Đấy. Chia sẻ hay quá, tuyệt vời. Cảm ơn chị Nguyễn Hợp, cảm ơn Nguyễn Thủy, cảm ơn chị Nguyễn Quyên.
Em là em dám bán đất gom cổ phần à. Cảm ơn Trinh Trinh, cảm ơn tất cả các anh chị em cô chú mình. Ở trên thế giới này không có cái gì là đảm bảo 100% cả. Tất cả mọi thứ được sinh ra ở trên thế giới này, nó đã có sinh ra thì nó sẽ có mất đi. Mọi người ạ, đã có sinh ra thì mất đi, có sinh có tử. Quy luật của vạn vạn vật nó là như thế. Ngay như cả cả cái trái đất này còn không ai khẳng định là nó còn tồn tại được bao nhiêu lâu cơ mà. Mọi người ạ, ngay như cả cái quả địa cầu này còn không ai khẳng định được nó tồn tại bao nhiêu lâu cơ. Đấy. Làm gì có cái câu chuyện 100% ấy. Ngay như cái câu chuyện này đến gì vàng nó chỉ còn có 4 số 9 nó chứ làm gì có 10 số 10. Có đúng không ạ? Mọi cái nó chỉ mang tính chất tương đối thôi. Được chưa? Và tất cả những cái mà chúng ta cứ thấy là an toàn với gì gì đó thì chúng ta chỉ nó là chỉ kỳ vọng thôi. Được chưa? Ngay như cái câu chuyện chúng ta ăn miếng cơm mà mồm còn chưa chắc ăn ấy chứ lại còn cái khoảng tiền về túi mình. Tiền về túi mình mà tối có thằng nó dí dao vào cổ lấy hết tiền. Chả an toàn tí nào, chả yên tâm tí nào, đúng không ạ? À, chị chào em Lai tỷ phú, cảm ơn chị Nguyễn Quyên. Em rất tuyệt vời luôn, cảm ơn anh chị Viết Lưu. À, phải bỏ cái tốt vừa để chọn cái tốt hơn. À, cảm ơn Trinh Trinh. Xin chào tỷ phú Nguyễn Quyên. À, cảm ơn anh Phan Thanh Hưng, cảm ơn tất cả các anh chị em cô chú mình. Em lấy một cái ví dụ ra thế này để cho mọi người thấy được là nắm giữ cổ phần doanh nghiệp cực kỳ tuyệt vời. Nếu tại thời điểm này ai đó đang nắm giữ 1 triệu cổ phần của hãng xe điện Tesla thì ngày hôm nay mọi người đang có tài sản đâu đó khoảng 230 triệu đô la. 230 triệu đô la, 1 triệu cổ phần của hãng xe điện Tesla thì ngay ngày hôm nay mọi người có trong tay mình khoảng 230 triệu đô la. Vậy nếu như ai đó ngày hôm nay đang nắm giữ 100.000 cổ phần cổ phiếu của hãng xe điện Tesla thì có phải là chúng ta đang có 23 triệu đô la không ạ? 23 triệu đô la. 20 triệu đô la thì nó khoảng là 500 tỷ. 3 triệu đô la nó khoảng 70 tỷ nữa. 75 tỷ nữa thì nó khoảng là 575 tỷ Việt Nam đồng. 100.000 cổ phần cổ phiếu của hãng xe điện Tesla thì đúng tại thời điểm này mọi người bán đi mọi người thu về khoảng 230 triệu đô la Mỹ. Hoặc nếu mọi người đang sở hữu 100.000 cổ phần cổ phiếu của hãng xe điện Tesla thì mọi người bán đi mọi người thu về 23 triệu đô, tương đương với 575 triệu đô la Mỹ. Nếu ai không tin tí nữa xem xong cái livestream này tra Google giúp em là được chưa? Chính vì thế cho nên em mới tâm huyết chứ, đúng không ạ? Chính vì thế mình mới đủ tự tin lên đây mà chia sẻ cơ hội làm giàu với mọi người chứ. Chính vì thế mới đủ cái niềm tin lên đây để mà chia sẻ cho mọi người là lý do mọi người không bao giờ được bỏ qua cơ hội này. Được chưa? Thà là không có 5 triệu thì có 3 triệu, không có 3 triệu thì có 1 triệu, không có 1 triệu thì có 500 nghìn, không có 500 nghìn thì có lấy 300 nghìn, 200 nghìn cổ phần cũng được nữa. 200 nghìn cổ phần cũng được nữa. Được chưa? Đấy. Không có ai tốt với chính mình bằng chính mình đâu. Không có ai giúp mình bằng chính mình tự giúp mình đâu. Không có ai cứu mình bằng chính mình tự cứu mình đâu. Và một câu nói của ông già em ngày xưa trước khi hy sinh là ông ấy nói với em thế này này. Đấy, hôm nay vui cho nên chia sẻ câu nói của ông già em cho mọi người luôn. Hãy tự cứu lấy mình trước khi trời cứu. Đấy, ông bố em là ông ấy nói với em thế. Hãy tự cứu lấy mình trước khi trời cứu. Đấy, đừng hy vọng quá vào mọi người, mình phải tự cứu mình đi. Ngày hôm nay thu nhập thấp thì phải nghĩ cách nào đó để có thu nhập cao. Ngày hôm nay còn nghèo thì phải nghĩ cách nào đó để giàu lên. Ngày hôm nay còn nghèo bền vững thì phải nghĩ cách nào đó để xóa cái nghèo bền vững đi. Được chưa? Phải dám nghĩ, phải dám làm. Hãy cứu lấy mình trước khi trời cứu. Được chưa? À, cơ hội đến với cho tất cả mọi người nhưng chỉ ở lại với những người khao khát sẵn sàng thôi. Cảm ơn chị Mùng Phiến. Giai đoạn 15 còn kéo dài thời gian đến cuối năm 2014 để gom lấy thêm vài triệu cổ phần. Khó lắm, khó lắm ạ. Cảm ơn bạn Hoa Vô Sắc, cảm ơn bạn Nguyễn Thu. À, cảm ơn bạn Lê Ngọc. Em chào anh Nguyễn Trung Lai tỷ phú. Cảm ơn Phan Thanh Hưng, cảm ơn Nông Thập. À, tối nay em có rất nhiều những vị khách đặc biệt. À, mới lần đầu vào xem livestream của em live. À, cảm ơn tất cả các anh chị em cô chú. Chúc cho tất cả các anh chị em cô chú mình trong năm 2024 ai chưa có cổ phần thì ngay ngày mai hoặc ngay tối nay có luôn đi. Có luôn đi. Vì sao? Vì 8 tỷ, hơn 8 tỷ người ai cũng cần tiền. Chắc chắn điều đó là chắc chắn.
Vì cái thứ hai đó là cái cơ hội này nó có mặt ở trên toàn thế giới là 10 năm rồi. Đó. Vì cái thứ ba đó là 15 giai đoạn thì bây giờ đang ở giai đoạn cuối cùng, không ai khẳng định là ngày mai có còn hay không. Không ai khẳng định là 3 ngày nữa, 1 tuần nữa có còn cổ phần hay không. Không ai khẳng định. Ví dụ một nhà đầu tư người ta rót vốn, cá mập người ta rót vốn, người ta làm xẹt cái là hết. Người có tiền thì người ta nhanh lắm. Ví dụ tỷ phú Elon Musk, người ta mua cái trang mạng xã hội Twitter đó 43 44 tỷ đô. Được chưa? 43 44 tỷ đô người ta còn có tiền người ta mua. Thì cái câu chuyện 1 2 tỷ đô thì nó là câu chuyện bình thường đối với cái người mà có 300 tỷ đô chứ. Đúng chưa? Bốn mấy tỷ đô mà người ta còn mua, giống như là chúng ta mua cái xe đạp, mua cái xe máy mà. Thì cái câu chuyện mà bảo 1 2 tỷ đô, 1 200 triệu đô đối với người ta nó bình thường. So với chúng ta, người Việt Nam chúng ta, mức thu nhập thấp, người dân còn nghèo, thì chúng ta thấy tiền tỷ, tiền trăm nó hoảng sợ. Nói đến tiền trăm tỷ là chúng ta hoảng sợ, số đông là hoảng sợ. Nhưng mà thử nói với ông tỷ phú Elon Musk xem, một đêm ông ấy mất 50 tỷ đô. Ông ấy lỡ mồm thôi, chỉ cần một câu lỡ mồm của ông tỷ phú Elon Musk thôi, nấp mất 50 tỷ đô. Tổng tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng lúc nhiều nhất là 11 tỷ đô. Nhưng tỷ phú Elon Musk chỉ có lỡ mồm một cái thôi là mất trắng 50 tỷ đô trong vòng một đêm. Vậy mà bây giờ người ta vẫn đang nằm trong danh sách những người giàu nhất thế giới kia kìa. Được chưa? Đấy. Chúng ta cứ nghĩ là trăm tỷ, nghìn tỷ thấy hoảng sợ, nhưng mà xin thưa với mọi người, chúng ta đầu tư vào cái tập đoàn WT này này chỉ là quyền sở hữu trí tuệ thôi. Từ năm 2013 nó đã được định giá là hơn 400 tỷ đô. Hơn 400 tỷ đô từ năm 2013. Lộn lại lịch sử thì tổng GDP của đất nước Việt Nam chúng ta năm 2013 khoảng 170 tỷ đô. Tổng sản phẩm quốc nội của cả một cái đất nước Việt Nam chúng ta năm 2013 nó chỉ khoảng 170 tỷ đô thôi. Để nói lên cái gì ạ? Để nói lên là cái tập đoàn UST nó khổng lồ lắm. Và sau 10 năm thì nó không còn cái ngưỡng là 400 tỷ đô nữa đâu. Bây giờ nó sẽ thành khổng lồ lắm rồi. Và cái câu chuyện nó khổng lồ như thế nào thì anh chị em cô chú mình phải tìm hiểu thì chúng ta mới biết được. Mình phải dành thời gian tìm hiểu thì chúng ta mới biết được. Chứ còn em Lai không ngu gì mà nói hết lên đây. Nói hết lên đây thì thành đẽo cày giữa đường. Được chưa? Nói mé thế để cho mọi người tự hiểu, tự nhảy vào mà tìm hiểu. Hiểu rồi thì mới tin. Tin thì mới góp vốn, tin thì mới đầu tư, tin thì mới góp vốn sở hữu nhiều cổ phần. Đấy, mới với mình đầu tư mình làm cái gì nó phải sướng. Mình phải cảm thấy hạnh phúc. Mình đầu tư chứ có phải đánh lô đâu, có phải đánh đề đâu, phải cá độ đá banh đâu. Đúng không ạ? Có phải cờ bạc đâu. Được chưa? Đầu tư nó có nhiều cách đầu tư. Chúng ta có thể là đầu tư vào vàng, chúng ta có thể đầu tư vào bất động sản, chúng ta có thể là đầu tư vào cây cảnh, chúng ta có thể đầu tư vào chăn nuôi trồng trọt, chúng ta còn đầu tư nhiều kênh khác. Nhưng chúng ta đã biết đầu tư cổ phần doanh nghiệp chưa? Rất ít người biết. 100 triệu dân Việt Nam rất ít người biết. Được chưa? Và đây là cơ hội tuyệt vời cho những người toàn cầu luôn, toàn cầu luôn, nhưng lại cũng là cơ hội tuyệt vời cho những người nào mà cảm thấy mình bị thiếu thiếu gì ạ? Thiếu kiến thức, thiếu mối quan hệ, nghèo hèn nhiều đời. Đây là cơ hội của mọi người đây. Chứ nếu mà đầu tư vào đây bắt buộc phải có bằng đại học mới đầu tư được thì khối người trượt ngay. Đầu tư vào đây bắt buộc phải có 50 triệu, 100 triệu, 200 triệu, khối người trượt luôn. Đầu tư vào đây mà xác định độ tuổi cũng khối người trượt luôn. Được chưa? Đầu tư vào đây mà những người mà khiếm khuyết, khiếm thị hay là gì gì đấy mà không được đầu tư cũng khối người trượt luôn. Đầy người trượt. Nhưng mà đầu tư vào UST này ai cũng được mà, ai cũng đầu tư được mà. Được chưa? Trẻ con có giấy khai sinh cũng đầu tư được. Ông già 90 tuổi, 100 tuổi, 102 tuổi vẫn đầu tư được. Đúng không ạ? Đui què mẻ sứt gì cũng đầu tư được. Vỡ nợ phá sản gì cũng đầu tư được. Có tỷ, vài chục tỷ, vài trăm tỷ cũng đầu tư được. Có vài triệu cũng đầu tư được. Sướng thế, thế nào nào còn cái gì sướng hơn nào, mọi người tự nghĩ giúp em lại nào. Còn cái gì sướng hơn nữa nào. Được làm ông chủ, làm bà chủ sướng thế, thế nào nữa. Có bắt phải, phải ra công trình làm không? Không. Có bắt phải vào trong gì ạ, khu công nghiệp làm không? Không. Có bắt phải ngồi máy vi tính không? Không luôn. Có phải làm cái gì không? Không. Mình đã thuê người khác làm rồi mà. Thuê nhà khoa học, thuê cả một cái dàn công nhân viên kỹ sư, 920 công nhân viên kỹ sư.
làm việc cho chúng ta đấy, trong lúc chúng ta ngủ là họ đang đi làm đấy. À, trong lúc chúng ta đang làm gì đó họ cũng đang làm ngày làm đêm, làm 10 năm nay đấy, được chưa? Và họ đang làm giàu chúng ta đấy, họ đang giúp chúng ta làm giàu đấy. Ông chủ tịch năm nay bao nhiêu, 74 tuổi rồi đấy, 74 tuổi rồi, suốt ngày đấy, làm còn hơn cả công nhân nữa, được chưa? Làm giàu, giúp chúng ta làm giàu luôn đấy, được chưa? Vui thế như thế nào nữa, chúng ta chỉ có góp vốn vào rồi xem tập đoàn có bao nhiêu công trình, Ấn Độ có bao nhiêu công trình, Philippines có bao nhiêu công trình, Mỹ có bao nhiêu công trình, rồi Dubai có bao nhiêu công trình, Nga có bao nhiêu công trình, rồi Singapore, các nước trên toàn thế giới này có bao nhiêu công trình. Đấy, xong bắt đầu là ngồi tính tính thử xem nào, lên sàn bao nhiêu, 5 đô hay 10 đô hay 20 đô hay 50 đô, xong lại tính thử xem là chia cổ tức bao nhiêu. Đấy mọi người ạ, mình mà không tính thử thì chúng ta giống như là câu chuyện là mình phải tính thử luôn. Đấy, và em có tính thử cho mọi người thấy là nhiều tiền khủng khiếp luôn. Tính thử cho mọi người xem nhá. Chết rồi, cái máy kia của em ở đâu rồi? Em xin thưa với mọi người này, trong thế giới, à trong cái thế kỷ 21 này này, ông chủ tịch ông nói thế này này, trong thế kỷ 21 thế giới này cần cần khoảng hơn 20 triệu km giao thông UST. Hơn 20 triệu. Thôi em tính 20 triệu thôi. 20 triệu km giao thông UST nhân với đơn giá khoảng 10 triệu đô một km thì nó ra con số khoảng 200.000 tỷ đô. 200.000 tỷ đô. 200.000 hai số 0, nghìn ba số 0 nữa là 5, tỷ chín số 0 nữa là tổng cộng 14 số 0. 200.000 tỷ đô. Khủng khiếp không ạ? Nhiều lắm. Nhưng mà đâu có phải một sản phẩm. Nào còn motor điện này, nào còn kính chân không này, nào còn mùn vi sinh này, nào còn công nghệ xây dựng các thành phố tiên tính này, nào còn công nghệ Spaceway vũ trụ này, và còn rất nhiều những sản phẩm khác nữa. Em chỉ lo mọi người là mai mốt không sống được 300 tuổi mà ăn hết tiền thôi. Và lo thêm một câu chuyện nữa là mọi người giàu lên, mọi người có giúp được nhiều người xung quanh mình giàu hay không, hay chỉ giàu một mình thôi, giàu một mình cũng không vui đâu. Đấy, chính vì thế cho nên em lên em livestream chả sợ ai chửi, chả sợ ai khinh, chả sợ ai cười. Mọi người có cười có khinh giỏi lắm 1, 2, 3 năm nữa là hết. Mọi người có cười được cả đời không? Mọi người có khinh được cả đời không? Khinh thế nào được? Cười thế nào được? Trong lúc cả thế giới này người ta đầu tư vào tập đoàn, cả thế giới này bây giờ người ta còn đang xếp hàng để được ông chủ tịch Anatoly ông ký ký hợp đồng để làm gì ạ? Để thi công công trình cho người ta. Nhưng mà tập đoàn phát triển nó phải từ từ. Được chưa? Trong năm 2022 tổng cộng có 54 cái hợp đồng thì ông ấy chỉ ký có 4 cái thôi. 4 cái, vì năng lực nó còn nhỏ. Có 920 công nhân viên kỹ sư thôi. Có khoảng 560 phòng ban thiết kế, công trình, dự toán các kiểu. Được chưa? Thế đi giải ra các nước thì chỉ dám ký có 4 công trình thôi là vì thế. Và tất cả những hợp đồng thì phải dồn sang, dồn ngược lại, dồn từ 22 sang 23, 23 sang 24 và nâng cái quy mô của tập đoàn lên, mở rộng ra thì mới nhận được nhiều công trình chứ, mà dám ký chứ, đúng không? Đâu làm ăn cái kiểu bậy bạ giống như là mấy ông Việt Nam chúng ta là chưa làm gì là ứng tiền xong là biến mất à, đúng không ạ? Cũng từ mấy ông Việt Nam mình làm bậy làm bạ cho nên là chủ tịch tập đoàn mới cắt hợp đồng, đơn phương cắt hợp đồng luôn đấy, công trình chùa Lôi Âm Quảng Ninh đấy. Đấy, cũng từ vì người Việt Nam chúng ta ham cái lợi trước mắt mà đánh mất cái lợi lâu dài, ham cái lợi nhỏ mất cái lợi lớn, đúng không ạ? Ai mà đã từng tìm hiểu về tập đoàn UST thì chúng ta hiểu câu chuyện đó, hiểu em đang nói gì đấy. Và chúng ta đầu tư vào UST này chúng ta có bình an không? Vui, bình an. Vì sao mà bình an? Vì ông chủ tịch là một nhà khoa học, một vĩ nhân, một doanh nhân thành đạt. Thứ hai là cả thế giới này người ta đầu tư vào trong tập đoàn này. Cả thế giới này người ta mua sản phẩm của tập đoàn này. Ví dụ như tỷ phú Elon Musk, người ta mua sản phẩm của tập đoàn, người ta lắp lên cái xe điện Tesla. Một cái hộp bệ tỳ tay đa năng tỷ phú Elon Musk mua của tập đoàn khác với đơn giá khoảng 5.900 đô la. Nhưng mua của tập đoàn ST của chúng ta nó chỉ với 1.400 60 đô la, chưa đến 1.500 đô la. Vậy một năm hãng xe điện Tesla của tỷ phú Elon Musk bán ra toàn thị trường khoảng 500.000 cho đến 1 triệu cái xe Tesla. Em lấy ví dụ một năm
tỷ phú Elon Musk bán ra 500.000 cái xe điện Tesla, thì 500.000 cái xe điện Tesla đó nó sẽ liên quan đến 500.000 cái hộp bệ tỉ tay đa năng. Được chưa? Mỗi một cái hộp bệ tỉ tay đa năng đó nó với đơn giá là $1,460. 500.000 cái hộp bệ tỉ tay đa năng nhân với $1,460, em nhân với 1.400 thôi. 51 là 5, 54 là 20, nó ra $700 triệu. 700 triệu đô la Mỹ. Chỉ có mỗi cái hộp bệ tỉ tay đa năng. Hộp tại sao lại gọi là đa năng? Đa năng có nghĩa là nó có nhiều tác dụng. Nó có thể vừa làm cái hộp để mà chứa đồ, nó có thể vừa làm cái bệ tỉ tay, nó có thể vừa làm một cái sạc không dây cho điện thoại, đó gọi là đa năng. Một sản phẩm nhưng nó có nhiều cái công dụng, gọi là đa năng. Được chưa? Và tỷ phú Elon Musk có sướng không? Sướng. Vì sao mà sướng? Vì ông ấy đang mua của người ta với $5,900, mà người ta mua của UST chỉ hết có $1,400, coi như $1,500 đi, người ta tiết kiệm được một cái là $400, hơn $400. Vậy câu hỏi đặt ra ở đây là riêng cái tiền tiết kiệm thôi, người ta cũng tiết kiệm được hàng trăm triệu đô la cho đến hàng tỷ đô la một năm. Đấy, được chưa? Và câu chuyện thứ hai đó là hãng xe Kamaz của Nga. Đất nước Việt Nam chúng ta, những người nào trên 30 tuổi, trên 30 tuổi thì gần như ai cũng biết đến xe Kamaz của Nga, xe bò ma của Nga, xe Kama của Nga, và còn rất nhiều những cái xe quân đội của nhân dân Việt Nam chúng ta đang sử dụng là xe của Nga. Đó. Nhưng đó là công nghệ cũ, công nghệ chạy bằng động cơ đốt trong, chạy bằng xăng, chạy bằng dầu. Sang đến công nghệ mới chạy bằng điện thì hãng xe Kamaz chịu thua, không làm được. Chịu thua, không làm được. Và chính hãng xe Kamaz đó sẽ phải hợp tác với tập đoàn UST của chúng ta để mua lại hoàn toàn từ khâu thiết kế cho đến khâu sản xuất. Đó, và rất nhiều lần em đăng lên những cái hình ảnh nào thì ô tô đầu kéo này, đầu dơ móc, semi dơ móc, container điện đấy, em đăng lên đấy. Mọi người có thể là nếu như ai mà có muốn cần những hình ảnh đấy thì em có thể gửi tặng cho mọi người để cho mọi người biết được là cái năng lực của tập đoàn UST này nó khổng lồ cỡ nào. Khổng lồ cỡ nào. Máy bay điện không người lái của tập đoàn UST là số 1 thế giới luôn. Có thể cất cánh và nâng được khối lượng hàng hóa đâu đó khoảng 1,4 tấn đến 1,5 tấn trở lên. Trên thế giới này chưa có một cái hãng máy bay nào vượt qua được công nghệ của UST cả. Được chưa? Rất nhiều hãng có máy bay không người lái nhưng chưa có hãng nào vượt qua được công nghệ của UST cả. Vì sao ạ? Vì người ta trên thế giới này, người ta đã tổ chức ra những cuộc thi và ông cất cánh lên ông nâng được hàng hóa bao nhiêu? Không người lái. Đó, máy bay không người lái cất cánh nâng được bao nhiêu ạ? 1,4 tấn đến 1,5 tấn hàng hóa. Và từ từ công nghệ nó còn phát triển, nó còn nâng cao lên, còn tuyệt vời nữa, đúng không ạ? Đấy. Hay là gì ạ? Công nghệ giao thông cấp 2, giao thông chở người vận tốc siêu tốc là 1,250 km/h, nó còn nhanh hơn cả máy bay. Nhanh hơn cả máy bay. Đoàn tàu siêu tốc nhanh nhất của thế giới bây giờ là đoàn tàu Shinkansen của Nhật Bản, nó chạy với tốc độ khoảng 610 km/h. Và công nghệ tàu của Trung Quốc nó cũng nằm ở cái ngưỡng khoảng 600 km/h. Nhưng công nghệ tàu siêu tốc của UST nó lên đến bao nhiêu ạ? 1,250 km/h. Được chưa? Đấy. Anh Lai ơi, anh em sẽ tham thấm quá à, anh chia sẻ thấm quá, sốt ruột như cào cào khi chưa đủ mục tiêu 1 triệu cổ phần UST. Anh biết ơn anh quá nhiều, cảm ơn anh Đào, cảm ơn Vũ Văn Định, cảm ơn em Hoàng Nga. Hoàng Nga thế nào nhỉ, lên giao lưu với mọi người tí nhỉ. Hello anh Lai, cảm ơn Hoa Anh Đào, cảm ơn tất cả các anh chị em cô chú mình. Mọi người ạ, đôi lúc trong cuộc sống, cuộc đời chúng ta cần phải gặp may mắn nữa. Chúng ta có tài giỏi cỡ giờ đi chăng nữa thì chúng ta phải gặp may mắn. Và có một câu là bôn ba thì không qua thời vận. Chưa chắc học giỏi đã giàu đâu. Được chưa? Chưa chắc học giỏi đã giàu đâu. Mà đôi lúc học dốt tí lại giàu. Tại sao thế ạ? Học dốt quá người ta không biết đọc. Không biết đọc ấy, không biết đọc báo ấy.
nhưng người ta lại có niềm tin vào người khác. Mọi người ạ, chứ mọi người đừng có tưởng là cứ phải học giỏi mới giàu, đôi lúc học dốt cũng giàu. Gặp may mắn, gặp cơ hội tốt, dám nghĩ, dám làm. Đấy, chứ chưa ai ở trên thế giới này, chưa ai khẳng định là những người có bằng đại học, những người có bằng cao học là sẽ giàu. Không. Không ai quy định là học chưa hết lớp 3 thì không thể giàu được. Không ai quy định là chưa đi học ngày nào thì không thể giàu được. Người ta vẫn giàu được. Quan trọng là gặp cơ hội tốt, người ta dám nghĩ và người ta dám làm. Được chưa? À, Nguyễn Đình Trinh. À, cảm ơn Nguyễn Đình Trinh. Hello anh. Hữu duyên, tiền tài tự tìm đến. À, cảm ơn Lê Minh Chí có một cái bình luận rất là tuyệt vời. Hữu duyên, tiền tài tự tìm đến. Em Lai thì cảm nhận được mình là một người may mắn mọi người. Em Lai rất may mắn luôn. Cực kỳ may mắn luôn. Em đặt câu hỏi ra thế này em mới biết là may mắn này. UST nó có mặt ở Việt Nam chúng ta từ năm 2016. Trong danh bạ điện thoại của em có hơn 6.000 người. Trong Facebook của em có hơn 4.000 người. Trong Zalo có 2.800 người. Vậy câu hỏi đặt ra ở đây là tại sao số lượng người em quen đông như thế mà không ai nói với mình? Họ không biết đến, hay họ biết đến mà họ không nói với mình? Bắc, Trung, Nam, Tây Nguyên, người Việt Nam đang sinh sống ở nước ngoài, em quen rất nhiều. Nhiều thì mới có danh bạ hơn 6.000 người được chứ. Với lại hơn 40 tuổi rồi chứ em đâu phải là mới có học lớp 3, lớp 7, lớp 5 ấy. Mới có 15 tuổi đâu mà bảo mình quen toàn là thiếu nhi, nhi đồng. Hơn 40 tuổi rồi thì mình phải quen những người như thế nào thì chắc mọi người tự hiểu rồi đúng không ạ? Vậy câu hỏi là đặt ra tại sao một cơ hội tốt như thế nó có mặt ở Việt Nam 6 năm rồi mà không ai nói với mình, mà lại một người xa lạ. Đấy, câu hỏi đặt ra ở đây là tại sao quen nhiều người như thế mà họ không ai tham gia, hay họ chưa biết đến mà họ không nói với mình, mà lại là một người xa lạ. Chính vì một người xa lạ cho em biết thì em mới lại đặt ra câu hỏi là ồ, 6 năm qua họ, những người thân của mình họ không biết à? Hay họ biết mà họ chưa tham gia, họ biết mà họ tham gia rồi họ không nói với mình. Đó, và em đi tìm lời giải thì em thấy là số đông là họ không muốn tìm hiểu. Hoặc số đông những người biết đến thì họ sẽ đương nhiên họ sẽ tin TV đài báo hơn là thằng loa phường. Đấy. Hoặc bây giờ mọi người có thể là giờ có thể tìm hiểu hôm nay thấy hay lắm, thế nhưng ngày mai về nói chuyện với chồng thì lại không tin được đâu em ạ. Toàn lừa đảo đấy. Hay là hỏi đồng nghiệp, bạn bè, hàng xóm thì người ta cũng chưa hiểu về lĩnh vực đầu tư cổ phần doanh nghiệp. Đa phần người dân Việt Nam chúng ta mà 100 người thì đến 99 người là không có cổ phần doanh nghiệp. Vậy những người không có cổ phần doanh nghiệp làm sao mà người ta hiểu được? Làm sao hiểu được lợi ích của cổ phần doanh nghiệp? Làm sao mà hiểu được thế nào là cổ tức? Làm sao hiểu thế nào là cổ đông? Làm sao mà hiểu được thế nào là đòn bẩy IPO? Đúng không? Đấy. Thế thì hỏi những người mà người ta không có, người ta không biết thì người ta trả lời thế nào được? Nó không khác gì giờ chúng ta lại hỏi một ông sư thầy bảo thầy ơi, lẩu cầy ăn có ngon không? Người ta đang ăn chay mà giờ lại hỏi lẩu cầy ăn ở quán nào ngon thì người ta chửi. Có đúng không? Đấy. Hỏi thì phải hỏi, anh ơi, anh có tí cổ phần doanh nghiệp nào không? Chị ơi, chị có tí cổ phần cổ phiếu nào không? Chị đã bao giờ đầu tư cổ phần doanh nghiệp chưa? Đấy, thế thì người ta bảo là chị chưa đầu tư. Hay là chị có đầu tư cổ phần doanh nghiệp này, doanh nghiệp kia rồi. Đấy thì mình mới tham khảo từ từ. Xem cái người đấy người ta có kinh nghiệm đầu tư bao nhiêu lâu rồi. Đấy, người ta đầu tư và có lãi hay là lỗ hay là thế nào, đúng không? Mình phải hỏi và từ từ. Đấy, tung ra cái tin xong bắt đầu là xem TV đài báo thấy đa cấp lừa đảo cái thế là bỏ dép chạy luôn. Gọi không nghe máy, nhắn tin không trả lời. 3 năm sau chưa đọc tin nhắn. Tội gì mà phải khổ thế? Chúng ta sống với cuộc đời này có cái gì đẹp đẽ thì cho nhau đi. Cơ hội tốt thì cho nhau đi. Đây là cơ hội tốt cho nhau đấy. Giúp nhau làm giàu đấy. Hôm nay chưa cảm ơn đâu, mai mốt cảm ơn sau cũng được. Được chưa? Hôm nay ghét, khinh, cười. Nhưng mà không thể cười mãi hết cuộc đời được. Không khinh được hết cuộc đời được. Được chưa? Đôi lúc chúng ta phải hạ cái tôi xuống. Ngay như bản thân em lại thế thôi. Lúc mà còn ít tuổi, 15-20 tuổi em lại nghĩ bảo mình cái gì cũng làm được. Cái gì cũng biết. Không biết thì học tí là làm được. Đúng không ạ? Nhưng mà lớn lên mình mới thấy là gì ạ? Chúng ta cần phải học hỏi nhiều hơn. Phải trân trọng những cái người khác giỏi hơn mình. Phải công nhận những người khác giỏi hơn mình. Phải thấy mình ngu hơn người khác thì mới học hỏi người khác chứ. Còn mình cứ nghĩ là cái gì mình cũng biết, cái gì mình cũng giỏi hơn người ta. Thế thì mình biết hết rồi thì người ta sẽ không bao giờ dạy cho mình. Người ta sẽ không bao giờ chỉ cho mình.
đúng không ạ? Đấy, cảm ơn Hoàng Cúc, cảm ơn bạn Lê Ngọc, cảm ơn bạn Lê Ngọc chia sẻ rất là nhiều nhá, chia sẻ nhiều quá là bị bóp tương tác. Cảm ơn anh Sơn Liêm nhá. À, chào các tỷ phú sắp tới ngày hái quả rồi. Cảm ơn anh Sơn Liêm, một Việt kiều Mỹ nhá. Chúc cho anh sớm đạt được cái ngưỡng 55 triệu cổ phần nhá. Tuyệt vời quá đúng không ạ? Cứ có anh Sơn Liêm vào là nhanh hết cổ phần. Đấy, là còn thêm cả Bùi Hiếm nữa. Đấy, cổ cổ đông của Nhật Bản. Đấy, em livestream mà đơn giản thế thôi, mọi người thấy không ạ? Nào, Pháp vào xem này, Mỹ vào xem này, Nhật Bản vào xem này, Đài Loan vào xem này, Hồng Kông vào xem này. Đấy, thế thì người Việt Nam ở trong nước thu nhập thấp mà chúng ta không đầu tư, không góp vốn, gặp vài ông như cái ông mà Sơn Liêm này thôi, mỗi người 50 triệu cổ phần đi, 10 người là hết bố nó cổ phần này, 500 triệu cổ phần. Ai mà cũng giống như Bùi Hiếm được, mỗi người 20-30 triệu cổ phần thì người ta gấp nhanh lắm mọi người. Người ta thu nhập cao, người ta gấp nhanh lắm. Chúng ta mà không không nhanh chân nữa là rửa bát cũng chả đến lượt đấy, chứ lại còn đừng nói là được miếng nào. Tin vui hôm nay công ty gia hạn à, có ưu đãi 180 các anh chị ạ. Cảm ơn em Bùi Hiếm nhá. Có lúc nãy nghe chị Đặng Thanh không là thông báo rồi em ạ, 14 ngày gia hạn 2 tuần. Đấy, đây là cơ hội tuyệt vời để cho anh chị em cô chú mình sang trang cuộc đời đấy, thay đổi đấy. Và nếu như ai bỏ lỡ cơ hội thì chúng ta phải chấp nhận thôi. Mình sợ mất thì mình phải chấp nhận, sợ mất tiền thì phải chấp nhận. Mơ giàu mà còn không dám mơ, nghĩ giàu mà còn không dám nghĩ mà, thì làm sao mà dám làm. Tại sao anh Sơn Liêm một miếng đất đang người ta đang trả anh 8 tỷ 7 anh không bán mà anh ấy bán có 4 tỷ 8? Đó mà không tin, tại sao em không nói câu chuyện ấy vắng mặt anh Sơn Liêm mà em lại phải nói trước mặt? Nào, mọi người đặt ra câu hỏi đi. Tại sao một miếng đất ở Đồng Nai người ta trả anh ấy 8 tỷ 7 anh ấy không bán mà giờ anh ấy bán 4 tỷ 8 để anh ấy đầu tư cổ phần? Mình phải đặt ra câu hỏi chứ. Mà tại sao thằng Lai nó không nói khi vắng mặt anh ấy mà lại nói trước mặt? Nói để có sách mách, để có chứng cho mọi người hỏi đi, xem có đúng không? Được chưa? Em mỗi tháng góp 1.000 đô thôi anh. Ôi giời ơi, cảm ơn em Bùi Hiếm nhá. Cảm ơn anh Nguyễn Thế Khiêm. Một tháng 10.000, một tháng 1.000 thì một năm 12 tháng thì cũng 12.000 thôi. Góp cho 4 năm thì cũng là tương đối đấy, cũng nhiều cổ phần đấy. À, chúc mừng em Bùi Hiếm, chúc mừng gia đình, dòng họ, bà con, hàng xóm, tất cả những người liên quan đến em Bùi Hiếm nhá. À, em like thì em like chia sẻ với mọi người như thế này này. Biết đến UST này mà chúng ta không thành triệu phú đô la là lỗi của chúng ta. Lỗi của chúng ta. Không có lỗi của ai cả. Lỗi của chúng ta đấy. Được chưa? Cổ phần thì rẻ như rau muống. Nếu bảo là nó mới ở Việt Nam 1-2 tháng, 1-2 năm ấy, thì chúng ta lo sợ, em đồng ý. Nhưng đây cơ hội nó ở trên toàn thế giới rồi, 10 năm rồi. Nó ở Việt Nam chúng ta là 8 năm rồi. Giờ sợ cái gì nữa? Chúng ta chỉ có mấy cái mà sợ thôi. Đầu tiên là sợ cái tập đoàn này nó có thật hay không? Có thật. Con người có thật hay không? Có thật. Sản phẩm có thật hay không? Có thật. Có vi phạm pháp luật hay không? Không vi phạm pháp luật. Thế là múc thôi. Múc. Đó. Em tìm hiểu em chỉ đơn giản có thế thôi. Đấy, tìm hiểu rất đơn giản. Sản phẩm có thật, con người có thật. Được chưa? Không vi phạm pháp luật. Đấy, cả thế giới này đều cần. Thế thì mình không đầu tư, không làm thì làm ở đâu? Đúng không? Không đi làm thì làm ở đâu? Ví dụ như em Hoàng Nga này, em đang đi làm tít tận bên Hồng Kông, Macau đấy. Mà bây giờ em còn về Việt Nam em làm này. Được chưa? Về đây, về Việt Nam để hỗ trợ 100 triệu người dân Việt Nam chúng ta. Đấy, em Hoàng Nga đang đi làm bên nước ngoài một tháng mấy chục triệu luôn đấy. Thế mà em động viên mãi đấy là về Việt Nam luôn đấy. Về Việt Nam giờ, về Việt Nam đã chuẩn bị là vài hôm nữa là phát loa lên cả làng, cả xã biết bây giờ đấy. Cả đất nước biết đấy, ai cũng biết để mà nắm giữ cổ phần doanh nghiệp đấy. À, biết đến cổ phần UST mà không thành triệu phú đô la là lỗi là do chúng ta, chứ không ai ngăn cản cả. Còn thời gian, còn chiết khấu cao, còn cho trả góp 5 tháng. Sợ cái gì? Không có cái gì mà phải sợ cả. Được chưa? Nếu mà chúng ta sợ thì chúng ta hãy trả lời một câu hỏi như thế này. Nếu như mất đi một vài triệu, một vài chục triệu, có làm ảnh hưởng cho chúng ta không? Có làm cho chúng ta vỡ nợ hay không? Có làm cho chúng ta phá sản hay không? Có bị chồng đuổi ra khỏi nhà hay không? Có bị vợ đuổi ra khỏi nhà hay không? Có bị dòng họ từ mặt hay không? Có bị bạn bè từ mặt hay không? Em nghĩ là không đâu. Được chưa? Đấy là nghĩ tiêu cực. Còn nghĩ tích cực, nếu chúng ta có 100.000 cổ phần, nếu mà lên sàn 1 đô thôi, chúng ta có 100.000 đô. Có bao nhiêu? 100.000 đô bao nhiêu tiền? 2 tỷ rưỡi. Lên sàn 10 đô, chúng ta có 1 triệu đô, 25 tỷ. Lên sàn 20 đô, 25 tỷ nhân đôi là 50 tỷ.
thôi em tính 5 đô thôi cho nó dễ, cho bé bé thôi cho nó dễ tính, được chưa? 100.000 cổ phần lên sàn 5 đô, 500.000 đô, 12 tỷ 500 triệu. Đấy, 12 tỷ 500 triệu. Để có được 12 tỷ 500 triệu thì trung bình một người dân Việt Nam chúng ta phải đi làm 3 kiếp, mỗi kiếp 40 năm, tổng cộng là 120 năm. 120 năm. Để có được 12 tỷ, không phải đi làm gần đấy đấy. Đấy, và mọi người thử nghĩ xem em Lai nói có đúng hay không thì tự mọi người nghĩ là mọi người biết thôi. Đấy, được chưa? Rất tiếc bà con hàng xóm bạn bè của Bùi Hiếm toàn sợ bị lừa, thậm chí sợ em lừa, sợ em phá sản, hệ lụy phải cho xin ăn. À, cảm ơn em Bùi Hiếm. Quá tuyệt vời đúng không? Cũng may là được các anh em người lạ tin tưởng, chứ không em chết đói lâu rồi. Cảm ơn em Bùi Hiếm. Chính vì thế cho nên nhiều lúc em Lai mới chia sẻ với mọi người, bản thân em Bùi Hiếm em chia sẻ cũng giống em Lai thôi. Người thân bạn bè của em Lai cũng có nhiều người, người ta nghĩ vậy. Người ta cũng nghĩ mình lừa đảo, mình lợi dụng, mình đa cấp, mình các kiểu. Đấy, rất nhiều người hiểu như vậy. Nhưng mà cũng cảm ơn cả những người hiểu như vậy, nhiều người hiểu như vậy. Vì nếu như ai cũng nhận ra một cơ hội tốt thì nó có còn đến giờ này không ạ? Nếu ai cũng thấy đây là một cơ hội tốt thì làm sao mà nó còn đến giờ này? Làm sao mà đến tận 9-10 năm được? Người ta vơ hết rồi. Ai mà cũng thấy ngon ăn thì người ta vơ hết rồi đúng không ạ? Cho nên là em cũng phải cảm ơn cả những người nào chưa tin, chưa quan tâm, chưa tìm hiểu, chưa tham gia. Thì mình mới có được chứ. Cũng may là được các anh chị em người lạ tin tưởng, chứ không thì chết đói lâu rồi. Cảm ơn em Bùi Hiếm nhá, cảm ơn tất cả các anh chị em cô chú mình. Hy vọng rằng trong năm 2024 này sẽ là một năm tuyệt vời nhất trong lĩnh vực làm kinh tế của tất cả những anh chị em cô chú mình. Đấy, kể cả là những người xem trực tiếp hay những người sẽ xem lại những buổi live stream của em Lai. Đấy, của Loa Phường. Em chúc cho tất cả các anh chị em cô chú mình có một năm đại thắng lợi nhất trong cái lĩnh vực làm kinh tế. Được chưa? Và em có chia sẻ với mọi người rồi, có những cái nó ra đi, nó qua đi chúng ta không bao giờ lấy lại được. Ví dụ ai đó làm kinh tế bị mất 5 triệu, 10 triệu, 500 triệu, 1 tỷ, 2 tỷ, nhiều hơn thì chúng ta có thể lấy lại được. Chúng ta có thể làm cách khác để chúng ta lấy lại được. Nhưng thời gian nó trôi qua thì chúng ta không thể mua lại được. Ví dụ năm 2023 nó trôi đi, chúng ta không làm được cái gì đúng không ạ? Thì bây giờ chúng ta có 5 tỷ, chúng ta có 50 tỷ, chúng ta không thể mua lại cái thời gian của năm 2023 được. Đúng không ạ? Cơ hội nó cũng thế. Khi cơ hội nó ra đi rồi thì chúng ta có tiền không mua lại được. Và giả sử có tiền mua lại được thì chúng ta phải trả một cái giá rất đắt. Và câu hỏi đặt ra ở đây là có tiền để trả giá hay không? Thì đấy, em xem dành cái câu hỏi đó cho tất cả các anh chị em của chú mình tự trả lời. Đấy, được chưa? Năm 2025 nhận cổ tức thì em nghỉ hưu non. Cảm ơn em Bùi Hiếm. Thực tế thì em Lai chia sẻ với mọi người như thế này này. Khi mọi người cứ thử đi, mọi người cứ thử đi. Có đấy, một ít cổ phần thôi. Ít thôi, được chưa? Mọi người nghĩ đi, tìm hiểu về tập đoàn cho thật kỹ đi. Xong đêm nằm nghĩ mà xem, sướng cực kỳ luôn. Sướng cực kỳ luôn. Mọi người có thể là nghĩ là trúng lô, trúng đề, trúng vé số. Có thể trúng 5 tỷ, 3 tỷ, 1 tỷ. Mọi người nghĩ là có 1, 2, 3 tỷ trong đầu. Mọi người nghĩ là giàu, không giàu đâu. Cái giàu hay không là nó ở cái kiến thức ạ. Có bền vững được hay không là nó ở cái kiến thức ấy, nó ở cái tư duy ấy. Được chưa? Chứ còn không phải là có 3 tỷ, 5 tỷ mà giàu đâu. Có 3 tỷ, 5 tỷ nhưng không có kiến thức tư duy quản lý tài chính, không có kiến thức đầu tư tài chính thì nó chỉ ở lại với chúng ta một khoảng thời gian ngắn thôi là nó biến mất. Có 5 tỷ, 3 tỷ sướng lên làm cái nhà, làm cái ô tô, làm cái điện thoại đẹp, làm cái xe máy đẹp, làm cái tủ lạnh đẹp, làm bộ bàn ghế đẹp, mặt vênh lên với đời, thế là 1, 2 năm sau thế là lại trở về vạch xuất phát. Được chưa? Cần gì phải vênh? Chả cần gì phải vênh cả. Mình cứ bình thường. Được chưa? Giống em Lai này đang đi ô tô, bán ô tô đi. Mày là cái tiêu sản chứ mày là cái gì mà ghê gớm thế? Đúng không? Bán ô tô đi. Tại vì ô tô một năm nó không thể mang về cho mình 500 triệu, 1 tỷ. Bán đi. Ai đất, bán đi. Mày một năm mà không mang về được 500 triệu, 1 tỷ thì bán đi chứ. Để làm cái gì? Đúng không? Cổ phần nó có thể mang về cho chúng ta một năm 1 tỷ, 2 tỷ. Tại sao chúng ta không ưu tiên? Cổ phần nó có thể mang về cho chúng ta một năm vài trăm triệu. Tại sao chúng ta không ưu tiên nó?
mình ưu tiên nó thì nó mới ưu tiên mình được chứ. Ngày hôm nay mình phải hy sinh đi xe máy, đi làm bằng xe máy, có nhục không? Nhục. Bị người ta cười có nhục không? Nhục lắm. Đang đi làm bằng ô tô mà đi làm bằng xe máy có nhục chứ? Người ta cười, người ta khinh, người ta các kiểu nhục lắm chứ. Nhưng mà mình phải nhìn thấy câu chuyện là 3 năm nữa, 5 năm nữa, 30 năm nữa, 70 năm nữa, 100 năm nữa, người ta phải đi làm còng lưng, thậm chí là phải lo xin việc suốt ngày. Thì mình không cần phải nghĩ đến điều đó. Người ta còn phải ngồi chờ tăng lương, mình không cần phải chờ tăng lương. Người ta còn phải chờ đến ngày để lĩnh lương, mình không cần phải chờ đến ngày lĩnh lương. Người ta còn phải lo cho con cháu ăn ở đâu, làm ở đâu, xin việc vào đâu, nhờ ai, đút lót ai, nhờ vả ai, bao thơ ai. Mình không cần phải lo điều đó. Đúng không? Và biết đến UST này em mới có dám mơ chứ. Mới dám mơ đi Dubai chơi, dám mơ đi Mỹ, dám mơ đi Nhật, đi toàn thế giới để chơi chứ. Mới dám nghĩ là ở đâu mai mốt mình có tiền mình mua đất ở đâu, nhà ở đâu cho nó đẹp rồi đắt cỡ nào. Đúng không? Phải dám nghĩ chứ, phải dám nghĩ thì mới dám làm, phải dám làm thì mới dám có. Đúng không ạ? Mới có được chứ, không chỉ dám nghĩ thôi mà chỉ dám mơ thôi thì làm sao mà có kết quả được. Phải dám nghĩ, phải dám làm. Đúng không ạ? Làm thì nó mới có kết quả. Đấy, chứ còn cứ lặp đi lặp lại một cái hành động cũ thì lấy đâu ra mà có kết quả mới. Ví dụ nông dân hôm nay trồng khoai, năm ngoái trồng khoai thu khoai, năm nay trồng khoai thu khoai, sang năm nếu trồng khoai lại thu khoai nữa, nhưng sang năm không trồng khoai nữa, sang năm tôi trồng sắn được không, sang năm tôi trồng đu đủ được không, sang năm tôi trồng chuối được không, sang năm tôi trồng ớt được không, tôi trồng cà được không, tôi trồng ngô được không, tôi trồng ngô thì tôi thu ngô, tôi trồng đậu thì tôi thu đậu. Đúng không ạ? Mình cứ lặp đi lặp lại một cái hành động cũ thì chắc chắn nó sẽ cho chúng ta một cái kết quả cũ. Đúng chưa? Chúng ta đi xin việc, ngay từ lúc chúng ta đi xin việc là chúng ta phải tính ngay. Làm ở đây là bao giờ có lương hưu? Năm nay 20 tuổi, 18 tuổi thì nếu mà xác định là làm ở đây có lương hưu thì phải xác định là 55, 60 tuổi mới được nghỉ hưu. Còn nếu mà xác định là làm ở đây là làm tạm bợ thôi, tạm thời chống cháy thôi, 1 năm, 2 năm, 5 năm hay 10 năm hay gì đó, mình phải tính chứ. Nếu mà chống cháy thì xác định là thôi 1, 2, 3 năm thôi. Nó phải nhảy, 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 nhảy để làm sao cho cuộc sống của chúng ta nó tốt hơn. Đúng không ạ? Còn mà xác định là làm đến 60 tuổi nghỉ hưu ấy, thì đó là những người mà người ta muốn an toàn. Người ta muốn là thôi tôi như thế là đủ ăn đủ tiêu rồi, không thừa mà cũng chẳng thiếu. Đấy là những tư duy của những người muốn an toàn. Còn em thì không, em không chấp nhận điều đó. Em muốn là mình phải có thật là nhiều tiền, giúp đỡ được nhiều người. Đất ở đâu đẹp là thích là mua. Đấy, ở đâu đẹp thích là đi du lịch. Đấy, ô tô nào đẹp thích là mua. Đấy, mình thích thế mà. Người ta làm được mà. Người khác người ta làm được thì mình cũng làm được thôi. Thế nào mà mình không làm được? Được chưa? Quan trọng là mình phải dám nghĩ, dám làm thì mới có được chứ. Đúng không? Không dám nghĩ làm sao mà dám bán ô tô để mua cổ phần. Dở à? Đúng không? Mình phải đau chứ. Ô tô đang mới, đang đi làm, đang đi uống cà phê, đang đi làm sướng chứ. Ngồi máy lạnh là mát rượi ra, không bụi bặm gì, đúng không? Nghe nhạc, thích nhạc gì là nghe nhạc đấy, sướng lắm. Đây đang là cái bán bố đi mua đi cái xe máy đi làm bụi mù tăng tít, đúng không? Rồi lại còn gì ạ? Còn người khác người ta nhìn, những người quen người ta nhìn bảo thằng này đang đi ô tô mà đi xe máy thế này, thằng này chắc là vỡ nợ, phá sản rồi. Nhục lắm chứ. Nhưng mà người ta đâu có nhìn thấy câu chuyện là 1 triệu cổ phần nó lên 5 đô là em có 5 triệu đô. 5 triệu đô là bao nhiêu tiền? 120 tỷ. Người ta đâu có nhìn thấy câu chuyện là lên sàn 10 đô thì em có 10 triệu đô. 10 triệu đô là bao nhiêu tiền? 250 tỷ. Người ta đâu có nhìn thấy cái câu chuyện là 30 năm nữa em vẫn được chia cổ tức, 70 năm nữa em vẫn được chia cổ tức, 100 năm nữa em vẫn được chia cổ tức. Con cháu của em nó không phải lo công ăn việc làm nữa. Cả dòng họ thì em không cần phải lo công ăn việc làm nữa. Người ta đâu nhìn thấy câu chuyện đấy. Có đúng không ạ? Người ta không nhìn thấy câu chuyện đấy đâu. Số đông người ta không nhìn thấy đâu. Đấy, nhưng mà hôm nay họ cười, họ khinh, mặc kệ người ta chứ. Người ta cười mình, người ta khinh mình cũng có quyền cười người ta, khinh người ta mà. Đúng không ạ? Cũng có quyền khinh ngược lại mà. Đêm nằm nghĩ bảo đấy, có đúng không? Có đúng phải đi làm cả đời không? Có đúng phải đi làm còng lưng ra cả đời và chờ người khác tăng lương cho mình không? Chờ đến ngày phát lương cho mình không? Mức thu nhập của mình là do người khác quyết định không?
Mình mặc áo nào là do người khác quyết định không? Mình mặc quần nào là do người khác quyết định không? Làm đến bao nhiêu tuổi thì được nghỉ hưu là do người khác quyết định không? Có được nghỉ phép hay không là do người khác quyết định không? Có được làm việc nữa hay không là do người khác quyết định không? Bị đuổi việc bất cứ lúc nào là do người khác quyết định không? Đúng chưa ạ? Kể cả là giám đốc, kể cả là trưởng phòng, chứ đừng nói là nhân viên bình thường. Giám đốc với trưởng phòng bị đuổi việc cắt chức là bình thường, giảm biên chế là bình thường. Nhưng những người có cổ phần không bao giờ bị đuổi việc, được chưa? Đấy, những người nắm giữ cổ phần là những ông chủ, là những bà chủ không bao giờ bị đuổi việc. Đấy, và em thấy rất là thích điều đó. Đấy, và nắm giữ cổ phần thì cứ giàu có thôi. Thuê những người tài giỏi đi làm, thuê nhà khoa học, thuê kỹ sư, thuê công nhân viên, thuê những người giỏi trên toàn cái thế giới này đi làm. Rồi khách hàng thì toàn cái thế giới này người ta mua, mà trong đó thì lại toàn những là chính phủ của các quốc gia, rồi các doanh nghiệp đầu đàn của các quốc gia. Đó, ví dụ như đất nước Ấn Độ đi, người ta có muốn có giao thông hiện đại không? Muốn. Đấy, muốn thì người ta mới hợp tác. Đấy, bây giờ chuẩn bị ở bên Ấn Độ là chúng ta có văn phòng rồi đấy, được chưa? Mai mốt ở bên Ấn Độ là sẽ có rất nhiều nhà máy, văn phòng ở bên Ấn Độ. Tại sao? Vì đất nước Ấn Độ 1 tỷ tư dân, và cơ sở hạ tầng của đất nước Ấn Độ còn rất là lạc hậu. Thế thì chính vì một đất nước 1 tỷ tư dân cộng với lại là cơ sở hạ tầng còn rất lạc hậu, thì có nghĩa ở đấy là mỏ vàng của chúng ta đấy, mỏ vàng của chúng ta đấy, được chưa? Đó. Người ta phải, người ta cần phải có nhà để ở, người ta cần phải có đường đẹp để đi, giao thông hiện đại giống như công nghệ của UST, người ta cần có mùn vi sinh để mà trồng rau, trồng lúa, trồng ngô, trồng đậu, trồng cà phê, trồng tiêu, trồng điều. Đó là tiên dược của đất đó, và họ sẽ sử dụng sản phẩm của công nghệ UST của chúng ta, họ sẽ trả tiền cho chúng ta, họ sẽ giúp chúng ta làm giàu, đúng không ạ? Đấy, câu chuyện nó chỉ đơn giản có thế thôi. À, mà rất nhiều người, em không hiểu là không hiểu mọi người nghĩ cái gì ấy. Mọi người tìm hiểu về tập đoàn UST, mọi người rất mất thời gian. Đó, rất mất thời gian, cộng với lại là khi mà nghe TV đài báo hay là nghe người thân, bạn bè người thân ấy, có những người sợ quá bỏ luôn. Chả hiểu thế nào sợ quá bỏ luôn. Thế nào mà phải sợ? Ông Putin ông ấy còn đầu tư vào. Ông Putin, Tổng thống nước Nga còn đầu tư vào. Ông Quốc vương Dubai người ta còn đầu tư vào. Đúng không ạ? Đất nước Ấn Độ 1 tỷ tư dân người ta còn đầu tư vào. Đất nước hiện đại như đất nước Mỹ, đất nước Nhật người ta còn gì ạ? Đầu tư tiền vào. Tranh nhau đầu tư tiền vào. Người ta còn muốn mua đứt cả công nghệ của tập đoàn. Ông chủ tịch ông không bán đấy chứ. Được chưa? Vậy mà chúng ta lại sợ. Thì khi chúng ta sợ thì chúng ta là cái người thiệt thòi thôi chứ ai thiệt. Chúng ta sợ thì cơ hội đó nó dành cho người khác. Và chúng ta sẽ là sợ thì sẽ không bao giờ có cổ phần. Không có cổ phần thì sẽ không bao giờ được chia cổ tức. Được chưa? Cảm ơn Tú Trương, cảm ơn Đỗ Tình, cảm ơn anh Châu Văn Lương. Đấy, cảm ơn tất cả các anh chị em của chúng mình. Đấy, bây giờ em live stream chắc cũng hơi lâu rồi đấy, khoảng 2 tiếng đồng hồ rồi đấy. Rất là vui. Bây giờ thì chắc em xin phép được xuống cái live stream ở đây. Hẹn mọi người là 19 giờ tối ngày mai. Đấy, chúc cho tất cả các anh chị em của chúng mình có một năm 2024 đại thắng lợi. Nếu như ai đang tìm hiểu về tập đoàn UST thì em có tham mưu cho mọi người như thế này. Hãy cảm ơn cái người nào đó nói với mình tìm hiểu cơ hội làm giàu cùng với tập đoàn UST. Vì với em thì đây là một cơ hội có thể nói là tốt nhất của thế kỷ 21. Nếu mọi người bỏ qua thì có thể chúng ta sẽ phải dành cả cuộc đời còn lại để tiếc nối đấy mọi người. Tiếc nối. Và rất trân trọng cái cơ hội này, cho nên em cứ live stream suốt ngày. Vì em thấy mình hạnh phúc khi đón nhận cơ hội này. Em thấy cơ hội này nó có thể giúp cho tất cả các anh chị em cô chú mình, ai đón nhận được nó thì chính cuộc đời họ, gia đình họ sẽ sang một cái trang mới tốt đẹp hơn rất là nhiều. Đúng không ạ? Chỉ có trong mơ mới có những cơ hội tốt như thế này thôi mọi người. Mà đây nó là không phải mơ, đây là cơ hội có thật. Đặc biệt nó lại có được một cái khoảng thời gian rất là dài. 8 năm ở đất nước Việt Nam chúng ta. Bắc, Trung, Nam, Tây Nguyên, chỗ nào cũng có nhà đầu tư của Việt Nam chúng ta. Đấy, rất là trân trọng.
À, cảm ơn em Nguyễn Hồng Sâm, cảm ơn Cấn Trung, cảm ơn tất cả. Giờ này mà ông mới vào xem, xin lỗi ông mà giờ này con live stream khoảng 2 tiếng rồi, cho nên là con phải xuống live stream ở đây. Cảm ơn ông Cấn Trung, cảm ơn em Nguyễn Hồng Sâm, cảm ơn tất cả các anh chị em cô chú mình. Đó, hẹn mọi người là 19 giờ tối ngày mai thì em live lại phát live stream, và chúc cho tất cả các anh chị em cô chú mình có một năm 2024 thành công, đại thành công. Đấy, có thể nói là một năm tuyệt vời nhất trong lĩnh vực làm kinh tế. Được chưa? Tạm biệt ạ. Cảm ơn cả nhà. Chúc cả nhà ngủ ngon.